Sách thứ nhất các vua Chương 1 Vua David đã già, tuổi cao, và mặc dù người ta đắp áo cho người, cũng không thể ấm được. Các tôi tớ người nói với người rằng, Xin tìm cho vua chúa tôi một gái trẻ đồng trinh để hầu hạ vua và săn sóc vua. Nàng sẽ nằm trong lòng vua, thì vua chúa tôi có thể ấm được. Vậy, người ta tìm trong khắp địa phận Israel một người gái trẻ đẹp, và gặp được Abishak người Sunem dẫn nàng đến cùng vua. Người gái trẻ này rất là lịch sự. Nàng săn sóc và hầu hạ vua, nhưng vua không thân cận nàng. Và Adonia, con trai Haggit tự tôn mà rằng, ta sẽ làm vua. Người sắm xe và quân kỵ cùng 50 người chạy trước mặt mình. Cha người chẳng hề phiền lòng người mà hỏi rằng, cớ sao mày làm như vậy? Vả lại, Adonia rất đẹp, sinh ra kế sau Absalom. Người bàn tính với Joab, con trai của Seruya, và với thầy tế lễ Abitha, hai người theo phe Adonia và giúp đỡ người. Nhưng thầy tế lễ Sa Đốc và Benaja, con trai Jehoiada, Nathan thầy tiên tri, Shimei, Rei và các dõng sĩ của David không theo phe Adonijah. Adonia dân những chiên bò và bò con mập bên hòn đá Sohelet ở cạnh giếng Enrogen, rồi mời anh em mình là các con trai của vua và hết thảy những người Juda phục sự vua. Nhưng người chẳng mời Nathan là đấng tiên tri, Benaja các giảng sĩ cùng Salomon em mình. Bây giờ Nathan nói với bác Seba, mẹ của Salomon mà rằng: Bà há chẳng hay rằng Adonia con trai Hagit đã làm vua mà David chúa ta chẳng hay biết sao. Thế thì bây giờ hãy nghe, tôi sẽ cho bà một kế để bà cứu mạng sống mình và mạng sống của Salomon. Hãy đi ra mắt vua David và tâu rằng, Ôi, vua, chúa tôi, chúa há chẳng có thể cùng con đòi của chúa rằng, con trai ngươi là Salomon, ắt sẽ trị vì kế ta và nó sẽ ngồi trên ngôi ta hay sao? Vậy, cớ sao Adonia trị vì trong lúc bà tâu với vua như vậy thì chính tôi cũng sẽ đi vào sau làm cho quả quyết các lời của bà vậy Bác Sê ba đi đến cùng vua tại trong phòng vua đã già lắm có Abi người su nem hầu hạ người Bác Sê ba cúi mình xuống và lại trước mặt vua vua hỏi rằng ngươi muốn chi bà tâu rằng, Chúa tôi ơi, Chúa đã nhân danh Jehovah Đức Chúa Trời Chúa thề cùng con đòi của Chúa rằng, Salomon, con trai ngươi sẽ trị vì kế ta, và nó sẽ ngồi trên ngôi ta. Ôi, vua Chúa tôi, nhưng bây giờ Adonia làm vua mà Chúa chẳng biết chi đến. Người lại có giết bò đực, bò tơ mập và chiên rất nhiều, cũng có mời hết thảy các vương tử với abitha thầy tế lễ và joab quan tổng binh nhưng người không mời salomon kẻ tôi tớ vua ôi vua chúa tôi cả israel đều xây mắt về vua đợi vua cho họ biết ai là người kế vua phải ngồi trên ngai của vua là chúa tôi chẳng vậy khi vua chúa tôi an giấc với các tổ phụ thì tôi và con trai tôi là salomon sẽ bị xử như kẻ có tội bà đang còn tâu với vua thì tiên tri Na Thang đến. Người ta đến thưa cùng vua rằng, này có tiên tri Na Thang. Na Thang ra mắt vua sắp mình xuống trước mặt người mà lại và nói rằng, ôi vua chúa tôi, có phải vua đã phán rằng Adonia sẽ trị vì kế ta và ngồi trên ngai ta chăng? Thật vậy, ngày nay người đã đi xuống giết bò, bò tơ mập và chiên rất nhiều cùng mời hết thảy các vương tử quan tướng và thầy tế lễ Abitha. Kìa, họ ăn uống tại trước mặt người và la lên rằng, Adonia vạn tuế. Còn tôi là kẻ tôi tớ vua, thầy tế lễ Sa Đốc, con trai Jehoiada và Salomon tôi tớ vua, thì người chẳng có mời. Việc này há phải bởi vua chúa tôi mà ra, và lại vua không cho các tôi tớ vua biết ai là người kế vua phải ngồi trên ngai của vua chúa tôi. Vua David đáp rằng, hãy gọi bác Sê-ba cho ta. Bà vào và đứng trước mặt vua. David bèn thề mà rằng, nguyện Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng đã giải cứu mạng sống ta khỏi các hoạn nạn. Ta nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel mà thề cùng ngươi rằng, quả hẳn Salomon con trai ngươi sẽ trị vì kế ta nó sẽ ngồi trên ngai thế cho ta, thì ngày nay ta sẽ làm hoàn thành điều đó. Bác Sê Ba cúi mặt xuống đất và lại trước mặt vua mà tâu rằng, Nguyện vua David chúa tôi vạn tuế. Đoạn vua David nói, Hãy gọi cho ta thầy tế lễ Sa Đốc, tiên tri Na Thang và Benaya con trai của Jehoiada. Mấy người ấy bèn ra mắt vua. Rồi vua nói với họ rằng, hãy đem các đầy tớ của chủ các ngươi theo. Đỡ Salomon, con trai ta, lên cởi con la của ta rồi đưa nó đến ghi hôn. Ở đó, thầy tế lễ Sa Đốc và tiên tri Na Thang phải sức dầu cho người làm vua Israel. Đoạn các ngươi hãy thổi kèn lên mà hô rằng, vua Salomon vạn tuế. Các ngươi sẽ theo sau người trở lên, người sẽ đến ngồi trên ngai ta và trị vì thế cho ta. Ấy là người mà ta đã lập làm vua của Israel và Judah. Benaya, con trai Jehoiada tâu cùng vua rằng: Amen. Jehovah Đức Chúa Trời của vua chúa tôi cũng phán định như vậy. Đức Jehovah đã ở cùng vua chúa tôi thế nào, nguyện ngài cũng ở cùng Salomon thế ấy và khiến ngôi người còn cao trọng hơn ngôi của vua David là chúa tôi. Đoạn, thầy tế lễ Sa-đốc, tiên tri Na-thang, Benaiah, con trai Jehoiada, những người Kerethit và Phelethit đều đi xuống, đỡ Salomon lên cởi con la của vua David, rồi đưa người đến ghi hôn. Thầy tế lễ Sa Đốc lấy cái sừng dầu trong đền tạm và sức cho Salomon. Người ta thổi kèn, cả dân sự đều hô lên rằng vua Salomon vạn tuế. Chúng đều theo người đi lên, thổi sáo và vui mừng khôn xiết đến nỗi đất rúng động bởi tiếng la của họ. Adonia và hết thảy kẻ dự tiệc với mình đều nghe tiếng này khi vừa ăn xong. Lúc Joab nghe tiếng kèn thì nói, sao trong thành có tiếng xôn xao ấy? Người hãy còn nói, kìa Jonathan, con trai thầy tế lễ Abitha chợt đến. Adonia nói với người rằng, hãy vào, vì ngươi là một tay giỏng sĩ, chắc ngươi đem những tin lành. Nhưng Jonathan đáp với Adonia rằng, Thật trái hẳn, vua David, chúa chúng ta, đã lập Salomon làm vua. Vua có sai thầy tế lễ Sa Đốc, tiên tri Nathan, Benaya, con trai Jehoiada, người Kerethit cùng người Phê-lê-thít đi theo người, và họ đã đỡ người lên cởi con la của vua. Đoạn tại Gihon, thầy tế lễ Sa Đốc và tiên tri Na Thang đã sức dầu cho người làm vua. Họ đã từ đó trở lên cách reo mừng và cả thành đều vang động. Đó là tiếng xôn xao mà các ông đã nghe. Lại, Salomon đã ngồi trên ngôi nước. Các tôi tớ của vua đến chúc phước cho vua David chúa chúng ta mà tâu rằng Nguyện Đức Chúa Trời của vua làm cho danh Salomon tôn vinh hơn danh của vua và khiến cho ngôi người cao trọng hơn ngôi của vua rồi vua cúi lại nơi giường mình và có nói như vậy. Đáng khen ngợi thay Jehovah Đức Chúa Trời của Israel vì ngày nay Ngài có ban một người để ngồi trên ngôi của tôi mà mắt tôi xem thấy. Bây giờ, hết thảy các người dự tiệc với Adonia đều bắt sợ hãi đứng dậy ai đi đường nấy. Adonia cũng sợ Salomon đứng dậy chạy nắm các sừng bàn thờ có người đến thuật cho Salomon hai điều đó rằng Này, Adonia sợ vua Salomon kìa người đã nắm các sừng bàn thờ mà nói rằng Hôm nay, vua Salomon hãy thề với tôi rằng vua sẽ không giết đầy tớ người bằng gươm. Salomon đáp rằng Nếu người ăn ở ra người tử tế thì chẳng một sợi tóc nào của người sẽ rụng xuống đất. Bằng có thấy sự ác nơi người, ác người sẽ chết vua Salomon sai kẻ đem người xuống khỏi bàn thờ. Adonijah đến sắp mình xuống trước mặt Salomon. Salomon bèn nói với người rằng, hãy trở về nhà ngươi. Chương 2 Khi ngày của David hầu trọn, người truyền lệnh cho Salomon con trai mình mà rằng, ta hầu đi con đường chung của cả thế gian, khá mạnh dạng và nên người trưởng phu. Hãy giữ điều Jehovah Đức Chúa Trời muốn con giữ để đi trong đường lối Ngài, gìn giữ những luật pháp, điều răn, mạng lệnh và sự dạy dỗ của Ngài, y như đã chép trong luật pháp của Môi-se. Hầu cho con làm điều chi hay là đi nơi nào cũng đều được thành công. Và Đức Giê-hô-va sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài đã phán về ta rằng Nhược bằng các con trai ngươi cẩn thận về đường lối mình, hết lòng hết ý theo lẽ thật mà đi ở trước mặt ta, thì ngươi sẽ chẳng hề thiếu người ngồi trên ngôi Israel. Con biết sự vô áp, con trai Seruya đã làm cho cha. Sự nó đã làm cho hai quan tướng của Israel là Abne, con trai của Nerer, và Amasa, con trai của Jethe, là hai người nó đã giết, làm đổ huyết ra trong lúc hòa bình như trong cơn chiến trận, và khiến cho huyết đổ ra trong chiến trận, dính vào đai nó thắt lưng cùng vào dài nó mang nơi chân. Con hãy cứ sự khôn ngoan con mà cư xử, chớ để đầu bạc nó xuống âm phủ cách bình yên. Con hãy ở với các con trai bác si lai người Gala ác cách nhân từ, cho họ ăn đồng bàn cùng con, vì chính chúng nó đã, đã đãi cha như vậy, mà đến đón rước cha, lúc cha chạy trốn trước mặt áp anh con. Này, còn kẻ ở với con là Shimei, con trai ra người Benjamin ở Bahurim, là kẻ lấy những lời độc ác mà nguyền rủa cha trong ngày cha đi đến Mahanaim. Nhưng nó xuống đón cha tại Yodan thì cha đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà thề với nó rằng ta sẽ chẳng giết ngươi bằng gươm. Bây giờ, con chớ để nó khỏi phạt, vì con là khôn ngoan, biết thế nào phải xử nó. Con khá làm cho đầu bạc nó dính máu mà xuống âm phủ. David an giấc với các tổ phụ mình và được chôn trong thành David. Những ngày David trị vì trên Israel là 40 năm, người trị vì 7 năm tại Hebron và 33 năm tại Jerusalem. Đoạn Salomon ngồi trên ngai David cha mình và nước người được lập rất vững bền. Adonia, con trai Hagit, đến cùng bác Sê-ba mẹ của Salomon. Bà nói: người đến có ý bình an chớ? người thưa rằng phải có ý bình an. người lại rằng tôi có một lời nói cùng bà. bà đáp hãy nói. người tiếp bà biết rằng nước vốn thuộc về tôi và cả Israel đều mong thấy tôi trị vì. nhưng ngôi nước đã trở nên của em tôi vì do nơi Đức Giê-hô-va mà thuộc về người. vậy bây giờ tôi có một sự xin với bà chớ từ chối. bà đáp hãy nói người nói xin bà hãy nói với vua Salomon vì người chẳng chối gì với bà và cầu người cho tôi lấy Abisat người Sunem, làm vợ Bác Sê Ba đáp được ta sẽ nói với vua dùm cho ngươi Bác Sê Ba đi đến vua Salomon để nói với người dùng cho Adonia vua đứng dậy đi đón bà cúi xuống lại bà đoạn người ngồi trên ngai mình và sai đặt một ngai khác cho mẹ mình. Bà bèn ngồi bên tay hữu vua. Bà nói với vua rằng, mẹ có một việc nhỏ xin con, con chớ từ chối. Vua đáp, mẹ ơi, xin hãy nói, vì tôi sẽ chẳng từ chối với mẹ đâu. Bà tiếp, hãy ban Abishak người Sunem làm vợ Adonijah là anh con. Nhưng vua Salomon thưa cùng mẹ mình rằng, cớ sao mẹ xin Abishag người nem, cho Adonia? Cũng hãy xin nước cho người luôn, vì người là anh cả tôi. Hãy xin cho người, cho thầy tế lễ Abitha và cho Joab, con trai Seruya. Vua Salomon bèn chỉ Đức Giê-hô-va mà thề rằng, Adonia có nói lời đó nghịch với mạng sống mình, bằng chẳng nguyện Đức Chúa Trời xử tôi cách nặng nề. Bây giờ tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng đã làm cho tôi vững vàng và khiến tôi ngồi trên ngai của David cha tôi, cùng lập một nhà cho tôi y như lời Ngài đã hứa mà thề rằng Adonia sẽ bị xử tử chính ngày hôm nay. Vua Salomon mang truyền lệnh cho Benaya, con trai Jehoiada, xông đánh Adonia thì người chết. Đoạn vua nói với thầy tế lễ Abitha rằng: "Hãy lui về Anatot trong đất ngươi vì ngươi đáng chết. Song ngày nay ta không giết ngươi, vì ngươi có khiên hòm giao ước của Chúa Giê-hô-va trước mặt David là cha ta, và bởi vì ngươi đã bị hoạn nạn trong các sự hoạn nạn của cha ta. Như vậy, Salomon đuổi Abitha ra đi, không cho làm thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va nữa, hầu cho lời của Đức Giê-hô-va đã phán về nhà Heli tại Silo được ứng nghiệm. Tin này thấu đến vô áp vả Joab đã theo phe Adonia dầu không có theo phe của Absalom. Người liền trốn đến đền tạm của Đức Giê-hô-va và nắm sừng của bàn thờ. Người ta đến tâu với vua Salomon rằng, Joab đã trốn đến đền tạm của Đức Giê-hô-va và kìa người đứng bên cạnh bàn thờ. Salomon bèn sai Benaya con trai giê hô mà dặn rằng, hãy đi đánh giết hắn. Benaya đi đến đền tạm của Đức Giê-hô-va nói cùng Gio-áp rằng, Vua có nói như vậy, hãy ra khỏi đó. Gio-áp đáp, không, ta muốn chết tại đây. Benaya đi thuật lại cho vua và tâu rằng, Gio-áp đã nói và đáp lại như vậy. Vua nói rằng, hãy làm y như hắn nói, hãy giết hắn và chôn đi. Như vậy, ngươi sẽ cất khỏi ta và khỏi nhà cha ta, huyết mà Gio-áp đã đổ ra vô cớ. Đức Giê-hô-va sẽ khiến huyết hắn đổ lại trên đầu hắn, vì hắn đã xông vào hai người công bình hơn, tốt hơn hắn, và giết họ bằng gươm mà David cha ta không hay đến chi cả. Ấy là Abne, con trai của Nerer, quan tướng của đạo binh Israel, và Amasa, con trai Jethe, quan tướng của đạo binh Juda. Huyết hai người ấy sẽ đổ lại trên đầu Joab và trên đầu của dòng dõi nó cho đến đời đời. Còn phần David và dòng dõi người, nhà và ngôi nước người sẽ nhờ Đức Giê-hô-va mà được bình yên mãi mãi. Vậy, Benaya, con trai giê hô trở lên sông và vô áp và giết người. Người được chôn ở nhà người tại nơi đồng vắng. Vua đặt Benaya, con trai giê hô làm quan tổng binh thay cho vô áp và lập sa đốc làm thầy tế lễ thay cho A-bi-a-tha. Đoạn vua sai đòi Shimei và nói với người rằng, Hãy cất cho ngươi một cái nhà tại Jerusalem và ở đó, chớ ra đặng đi đầu này đầu kia. Vì khá biết rằng, ngày nào ngươi ra khỏi đó và đi qua khe sét rôn, thì chắc ngươi sẽ chết. Huyết ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi. Simei thưa với vua rằng, lời ấy phải lắm. Vua chúa tôi phán dặn điều gì, kẻ tôi tới vua sẽ làm điều đó. Vậy Shimei ở lâu ngày tại Jerusalem. Cuối ba năm, xảy có hai kẻ tôi tớ của Shimei trốn đến nhà Akit, con trai Maaka vua của Gác. Người ta đến thuộc điều đó cho Shimei mà rằng, kìa hai kẻ tôi tớ ông ở tại Gác. Shimei chổi dậy thắng lừa mình đi đến Gác nơi nhà Akit, đặng tìm hai kẻ tôi tớ mình. Gặp đoạn, bèn dẫn chúng nó về người ta thuật cho Salomon rằng Shimei ở Jerusalem đã đi đến gác rồi trở về. Vua sai đòi Shimei mà phán rằng Ta há chẳng có bắt ngươi chỉ Đức Giê-hô-va mà thề và bảo ngươi trước rằng Khá biết rằng ngày nào ngươi ra và đi đầu này đầu kia thì ngươi chắc sẽ chết sao? Và ngươi có thưa cùng ta rằng lời tôi đã nghe thậm phải. Vậy Cớ sao ngươi không giữ lời chỉ Đức Giê-hô-va mà thề và mạng lệnh ta đã truyền cho ngươi? Vua lại nói với Shimei rằng, Ngươi biết mọi sự ác ngươi đã làm cho David là cha ta, mà lòng ngươi vẫn còn nhớ lắm. Vậy nên Đức Giê-hô-va sẽ khiến sự ác của ngươi đổ lại trên đầu ngươi. Nhưng vua Salomon sẽ được phước, và ngôi của David sẽ được lập vững bền trước mặt Đức Giê-hô-va đến đời đời đoạn vua truyền lệnh cho Benaja, con trai Jehoiada, người bèn đi ra đánh giết Shimei. Như vậy, ngôi nước được vững bền trong tay Salomon. Chương 3. Salomon kết thân với Pharaon vua Ai cưới con gái người, rước nàng về thành David, đợi xây cất xong cung điện riêng mình, đền của Đức Giê-hô-va và tường thành chung quanh Jerusalem dân sự hãy còn dân của lễ trên các nơi cao, vì cho đến bấy giờ chưa có xây cất đền nào cho danh Đức Giê-hô-va. Salomon kính mến Đức Giê-hô-va và đi theo các luật lệ của David cha mình, song người dân của lễ và sông hương tại trên nơi cao. Vua đi đến gabba-ôn đặng dân của lễ tại đó, vì nơi cao ấy là trọng nhất trên bàn thờ đó Salomon dâng một ngàn con sinh làm của lễ thiêu. Tại Gabaon lúc ban đêm, Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Salomon trong cơn chim bao và phán với người rằng: Hãy xin điều gì ngươi muốn ta ban cho ngươi. Salomon thưa rằng: Chúa đã lấy ơn lớn đãi kẻ tôi tớ Chúa là David cha tôi theo như người lấy sự trung tín, sự công bình và lòng ngay trọn vẹn mà đi trước mặt Đức Giê-hô-va. Lại, Chúa có giữ ơn lớn ấy cho người, mà ban cho người một con trai ngồi trên ngai của người, y như đã có ngày nay. Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi! Bây giờ, Chúa đã khiến kẻ tôi tới Chúa trị vì kế David là cha tôi. Nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ chẳng biết phải ra vào làm sao kẻ tôi tới chúa ở giữa dân của chúa chọn là một dân đông vô số không thể đếm được vậy xin ban cho kẻ tôi tới chúa tấm lòng khôn sáng để đoán xét dân sự ngài và phân biệt điều lành điều dữ vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của chúa lời của salomon đẹp lòng chúa vì người đã cầu xin sự đó đức chúa trời phán với người rằng bởi vì ngươi đã cầu xin điều này mà không xin sự sống lâu không xin sự giàu có cũng không xin mạng của những kẻ thù nghịch ngươi nhưng xin sự thông minh để biết xét đoán này ta đã làm theo lời cầu xin của ngươi ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan thông sáng đến đổi trước ngươi chẳng có ai bằng và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngang vả lại ta cũng đã ban cho ngươi những điều ngươi không xin tức là sự giàu có và sự vinh hiển đến đổi trọn đời ngươi trong vòng các vua sẽ chẳng có ai giống như ngươi lại nếu ngươi đi trong đường lối ta gìn giữ luật pháp và điều răn ta như david cha ngươi đã đi thì ta sẽ khiến cho ngươi được sống lâu ngày thêm Bây giờ, Salomon thức dậy, thấy là một điềm chim bao. Người trở về Jerusalem, đứng trước mặt hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, dân của lễ thiêu cùng của lễ thù ân, và đãi tiệc cho hết thảy tôi tớ mình. Bây giờ, có hai con bợm đến cùng vua, đứng trước mặt vua. Một đứa nói, Chúa tôi ôi, người đàn bà này và tôi ở chung nhau một nhà, và tôi đẻ bên người trong nhà đó, sau ba ngày, người này cũng đẻ. Chúng tôi ở chung nhau. Chẳng một người lạ nào ở với chúng tôi trong nhà. Chỉ có hai chúng tôi ở đó mà thôi. Lúc ban đêm, con trai của người này chết bởi vì người đã nằm đè trên nó. Đêm khuya, người chổi dậy và trong khi con đòi vua ngủ thì người lấy con trai tôi khỏi bên tôi mà để nó nằm trong lòng mình rồi đặt con trai chết của nó nằm trong lòng tôi sáng sớm tôi thức dậy đặng cho con trai tôi bú thì thấy nó đã chết nhưng sáng rõ tôi nhìn nó kỹ càng thấy chẳng phải là con trai tôi đã đẻ người đàn bà kia trả lời rằng không phải vậy vì đứa sống là con trai tao đứa chết là con trai mày song đàn bà này nói không phải vậy đâu đứa chết là con trai mày còn đứa sống là con trai tao hai người cãi nhau như vậy trước mặt vua vua bèn phán rằng người này nói đứa còn sống là con trai tao và đứa chết là con trai mày người kia nói không phải vậy đâu song con trai mày ấy là đứa chết và con trai tao ấy là đứa sống vua bèn tiếp rằng vậy hãy đem cho ta một cây gươm người ta đem cho vua một cây gươm vua lại phán hãy chia đứa trẻ sống làm hai phân nửa cho người này và phân nửa cho người kia nhưng mẹ của đứa trẻ sống vì gan ruột cảm động thương yêu con mình bèn tâu với vua rằng ôi chúa tôi xin hãy cho người kia con trẻ sống chớ giết nó nhưng người kia nói rằng nó sẽ chẳng thuộc về tao cũng chẳng thuộc về mày hãy chia nó đi bây giờ vua cất tiếng phán rằng hãy cho người này đứa trẻ sống chớ giết nó ấy là mẹ nó cả israel đều nghe sự đoán xét mà vua đã làm, thì bắt kính sợ vua, vì thấy trong lòng người có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, đặng xử đoán công bình. Chương 4 Vua Salomon trị vì trên cả Israel. Này là các triều thần của người. Asaria, con trai thầy tế lễ Sa Đốc, Eliorep và Ahia, con trai của Shisha, làm ký lục. Jehoshaphat, con trai Ahilut làm thủ bộ, Benaya, con trai Jehoiada làm tổng binh, đốc và Abitha làm thầy tế lễ, Asaria, con trai Nathan làm đầu các quan lại, Sabut, con trai Nathan làm tể tướng và là bạn của vua, Ahisha làm quan cai cung điện và Adoniram, con trai Abda, coi việc cống thuế. Salomon, có 12 người làm đầu quan lại cai trị cả Israel để cung cấp lương thực cho vua và cho nhà vua. Mỗi người trong một năm phải cung cấp một tháng. Này là các tên họ. Con trai Hurer, coi về trong núi Ephraim. Con trai Deke, coi về Makath, Saanbim, Bishemeth và Elon của Beth Hanan. Con trai heset coi về Aruboth người coi luôn sô cô và cả xứ hê con trai abinadab coi cả đồng cao đô rơ ta phát con gái salomon là vợ người ba ana con trai ahilut coi tha gi megiddo và cả xứ bết sean ở gần sạc hang dưới gitreen từ bết e sang cho đến abin mehola và cho đến khỏi bên kia dốc mê am con trai gebe ở tại ramoth của galaad người coi thôn Giai-rơ ở trong galaad rơ là con trai của Manasseh, người cũng cai trị miền ạt gốp trong ba sang sáu mươi thành lớn có tường thành và then cửa đồng ahinadab con trai ido ở tại mahanaim ahimath trong địa phận Neptali. Người cũng cưới một con gái của Salomon làm vợ tên là Bách Mát. Ba Anna, con trai Hushai ở trong xứ Ashe và Alot. Jehoshaphat, con trai Faruak coi về Isaka. Shimei, con trai Ela coi về Benjamin. Gebe, con trai Uri coi về xứ Galaad. Thuở xưa vốn là xứ của Sihon, vua dân Amorit và của ốc vua Ba Sang. Chỉ có một mình người làm đầu quan lại coi về cả miền này. Dân Juda và Israel đông như cát trên bờ biển, ăn uống và vui chơi. Salomon cai trị trên các nước, từ sông Cái cho đến xứ Philippines cho đến ranh Egypto. Các nước ấy đều tiến cống và phục Salomon trọn đời người. Lương thực của nhà Salomon cần dùng trong mỗi ngày là 30 cô rơ bột miếng lọc và 60 cô rơ bột miếng thường, 10 con bò mập, 20 con bò nơi đồng cỏ và 100 con chiên, không kể nai đực, hoàng dương, cà tông và vịt gà nuôi mập. Vả lại, Salomon cai trị trên các xứ ở bên này sông, trên các vua của mấy xứ đó, từ tiếp sắc cho đến Gaza, và người hòa hảo với các dân ở bốn phía. Trọn đời vua Salomon trị vì dân Judah và Israel ăn ở yên ổn vô sự từ Dan cho đến Beersheba, ai nấy đều ở dưới cây nho và cây vả mình. Salomon có bốn vạn tàu để ngựa gác xe và một vạn hai ngàn lính kỵ các người làm đầu quan lại mỗi người một tháng lo sắm sửa đồ cần dùng cho vua salomon và cho hết thảy những người được nhận tiếp nơi bàn vua chẳng thiếu chi hết họ theo phiên mình mỗi người sắm sửa đem đến nơi vua ở lúa mạch và rơm cho ngựa dùng để kéo và để cởi đức chúa trời ban cho salomon sự khôn ngoan sự thông sáng rất cao cùng lòng rộng rãi như cát trên bờ biển sự khôn ngoan của salomon trỗi hơn sự khôn ngoan của mọi người phương Đông và sự khôn ngoan của người Egypto. Người khôn ngoan hơn mọi người, khôn ngoan hơn Ethan, người rahít hơn Hê-man, Canh Côn và Đạt Đa là các con trai ma hôn. Danh tiếng người đồn ra trong các dân tộc chung quanh. Người nói ba ngàn câu châm ngôn và làm một ngàn năm bài thơ. Người luận về cây cối, từ cây bá hương của Liban cho đến chùm kinh giới mọc ra nơi vách. Người cũng có luận về loài vật, chim, loài côn trùng và cá. Có kẻ từ các dân tộc đến nghe sự khôn ngoan của Salomon và các vua ở thế gian mà đã nghe nói về sự khôn ngoan của người đều sai sứ đến. Chương 5 Hiram, vua Tyre, hay Salomon đã được sức dầu làm vua đặng kế vị cha người bèn sai tôi tớ mình đến cùng người vì hiram vẫn yêu mến david luôn salomon sai sứ nói với hiram rằng vua biết rằng david thân phụ tôi không cất được một cái đền cho danh jehovah đức chúa trời người vì cớ chinh chiến thù nghịch vây tứ phía người cho đến ngày đức jehovah đã khiến chúng nó phục dưới chân người nhưng bây giờ jehovah đức chúa trời tôi đã ban cho tôi bình yên tứ phía chẳng còn cừu địch, chẳng còn tai họa. Vậy, tôi tính cất một cái đền cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, theo như Đức Giê-hô-va đã phán cùng David cha tôi mà rằng, Con trai ngươi mà ta sẽ khiến ngồi trên ngai ngươi kế vị ngươi, sẽ cất một cái đền cho danh ta. Vậy bây giờ, xin vua hãy truyền cho đầy tớ của vua đốn cho tôi cây bá hương trên núi Ly Ban. Tôi cũng sẽ truyền cho các đầy tớ tôi giúp đỡ các đầy tớ vua và tôi sẽ phát cho vua công giá của họ tùy theo vua sẽ định, vì vua biết rằng chẳng ai trong chúng ta thạo đốn gỗ như dân Sidon. Khi Hiram nghe lời của Salomon thì mừng lắm mà rằng, Ngày nay, đáng khen ngợi thay Đức Giê-hô-va vì đã ban cho David một con trai khôn ngoan để trị vì dân sự lớn này. Hiram bèn sai sứ đáp lời cho Salomon rằng, tôi đã nghe được lời vua sai nói với tôi, mọi điều vua ước ao về gỗ bá hương và gỗ tòng thì tôi sẽ làm hết. Các đầy tớ tôi sẽ kéo gỗ ấy từ ly ban đến biển, đóng bè thả biển cho đến nơi vua sẽ chỉ cho. Ở đó, tôi sẽ xả nó ra và vua sẽ nhận lấy đem đi. Còn vua sẽ làm cho thỏa ý tôi mà cấp lương thực cho nhà tôi. Vậy, Hiram cấp cho Salomon gỗ bá hương và gỗ tòng bao nhiêu tùy người muốn. Còn Salomon cấp cho Hiram hai vạn cô rơ lúa mạch dùng làm lương thực cho nhà người và hai mươi cô rơ dầu rất trong. Đó là số Salomon cấp cho Hiram mỗi năm. Như vậy, Đức Giê-hô-va ban sự khôn ngoan cho Salomon y như Ngài đã hứa với người. Hiram và Salomon hòa nhau và lập giao ước với nhau vua salomon chiêu mộ trong cả israel những người làm sâu số là ba vạn người sai họ đi đến liban thay phiên mỗi tháng mười ngàn người họ ở một tháng tại liban và hai tháng nơi nhà mình adoniram quản xuất người làm sâu salomon còn có bảy vạn người khiêng gánh và tám vạn người đẽo đá trong núi không kể những đốc công số là ba ngàn ba trăm người mà Salomon đã đặt coi sóc công việc và sai khiến dân làm việc. Vua truyền họ lấy đá lớn, đá quý giá mà đẽo đi, đặng dùng làm nền của đền thờ. Các thợ của Salomon và của Hiram với người Gibelit đẽo đá và dọn cây cùng đá đặng cất đền. Chương 6 Xảy ra năm 480, sau khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập là năm thứ tư của Salomon trị vì trên Israel nhằm tháng Sip nghĩa là tháng thứ hai thì người cất đền của Đức Giê-hô-va. Cái đền mà vua Salomon cất cho Đức Giê-hô-va bề dài có 60 thước, bề ngang 20 thước và bề cao 30 thước. Cái hiên cửa ở trước đền bề dài 20 thước bằng bề ngang của đền và rộng 10 thước ở trước đền. Vua cũng làm cho đền những cửa sổ có song, khuôn cây. Người cất những từng lầu dựa vào vách tứ phía đền, tức là dựa vào vách chung quanh đền thờ và nơi thánh, cũng làm những phòng chung quanh đền. Từng dưới rộng 5 thước, từng giữa rộng 6 thước và từng trên rộng 7 thước. Vì vua cất sụt lui các vách vòng ngoài nhà, đặng tránh sườn xà hoành đâm vào vách đền khi cất đền, người ta dùng đá đã đẽo sẵn nơi hầm nên không nghe tiếng búa, rìu hay là khí dụng khác bằng sắt tại nơi đền đang khi cất. Cửa vào các phòng từng thứ nhì ở bên phía hữu của đền, người ta đi lên từng giữa bởi một cái thang khu ốc, rồi từ từng giữa lên tầng thứ ba. Khi cất đền xong, thì Salomon lợp nó bằng đòn tay và ván gỗ bá hương cũng cất những tầng lầu cao năm thước dựa vào tứ phía đền dính với nhà bởi cây đà bá hương. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán với Sa-lô-môn rằng: về nhà này mà ngươi đang xây cất, nếu ngươi vâng theo các luật lệ ta, nói theo các mạng lệnh ta, giữ và đi trong hết thảy các điều răn của ta, thì ta sẽ vì ngươi làm hoàn thành lời ta đã hứa cùng David cha ngươi ta sẽ ngự giữa dân Israel, chẳng hề bỏ Israel là dân ta. Ấy vậy, Salomon xây đền và làm cho hoàn thành. Người lấy ván bá hương đóng vách phía trong đền, từ đất cho đến trần, và lót nền đất bằng ván cây tùng. Từ cuối phía trong đền hai mươi thước, người đóng ngăn bằng ván bá hương, từ nền cho đến trần, đặng làm nơi chí thánh còn bốn mươi thước kia làm tiền đường của đền thờ. ở phía trong đền có gỗ bá hương chạm hình dưa ác và hoa mới nở, toàn là gỗ bá hương, không thấy đá. còn nơi chí thánh, Salomon đặt ở phía trong đền tận cuối trong, đặng để hòm giao ước của Đức Giê-hô-va tại đó. phía trong nơi chí thánh có hai mươi thước bề dài, hai mươi thước bề ngang và hai mươi thước bề cao người bọc nó bằng vàng rồng và cũng bọc vàng bằng thờ bằng cây bá hương nữa. Salomon bọc vàng rồng tuồng trong của nhà và lấy xiềng vàng dăng trước nơi chí thánh và bọc bằng vàng. Người cũng bọc vàng toàn cả nhà. Người cũng lót vàng khắp mặt bàn thờ ở đằng trước nơi chí thánh. Người làm cho nơi chí thánh hai cherubim bằng gỗ olive bề cao mười thước. Cánh này và cánh kia của mỗi cherubim có năm thước thế là mười thước từ chó cánh này tới chó cánh kia cherubim thứ nhì cũng có mười thước hai cherubim đều đồng một cỡ và một dáng với nhau cherubim này có mười thước bề cao và cherubim kia cũng vậy salomon để hai cherubim tại nơi chí thánh ở trong cùng của đền cánh xè ra thế nào cho một cánh của cherubim thứ nhất đụng trong vách này và một cánh của cherubim thứ nhì đụng vách kia. Còn hai cánh khác đều đụng nhau tại giữa nơi chí thánh. Người cũng bọc vàng cho hai cherubim. Bốn phía vách đền, phía trong và phía ngoài, Salomon khiến chạm nổi lên hình cherubim, cây trà là và hoa nở, cũng phủ đất nhà bằng vàng bề trong và bề ngoài. Tại chỗ vào nơi chí thánh người làm một cái cửa hai cánh bằng gỗ olive, thanh và cột, choán một phần năm của mặt tiền. Người khiến chạm nổi lên trên hai cánh cửa bằng gỗ olive ấy những hình cherubim, cây trà là và hoa nở, rồi bọc bằng vàng, tráng vàng ra trên hình cherubim và hình cây trà là. Về cửa đền thờ, người cũng làm cột bằng gỗ olive, choán hết một phần tư của vách. Lại làm hai cánh cửa bằng gỗ tòng, mỗi cánh có hai miếng trám khép lại được. Salomon khiến chạm nổi lên những hình cherubim, cây trà là và hoa nở, rồi bọc bằng vàng, tráng vàng ra trên các vật chạm chỗ. Người xây tường hành lang phía trong bằng ba hàng đá chạm và một hàng cây xà gỗ bá hương. Năm thứ tư nhằm tháng xếp, cái nền của đền thờ Đức Giê-hô-va đã đặt. Năm thứ mười một nhằm tháng Bu Lơ, nghĩa là tháng 8, đền thờ hoàn thành trong mọi phần nó, theo kiểu đã ra. Salomon cất đền hết 7 năm. Chương 7 Salomon cũng cất cung điện mình, xong mọi việc trong 13 năm. Người lại cất cái cung rừng Ly Bang, bề dài 100 thước, bề ngang 50 thước và bề cao 30 thước, đặt trên bốn hàng cột bằng gỗ bá hương, có những sàn ngang bằng gỗ bá hương để trên những cột. Trần của các phòng bởi cột chống đỡ số là 45 cây, 15 cây mỗi dãy đều đóng bằng ván gỗ bá hương. Có ba giải phòng, cửa sổ đối ngang nhau, hết thảy cửa và cột đều vuông và các cửa sổ của ba giải phòng đều đối mặt nhau. Người cất hiên cửa có trụ, bề dài 50 thước và bề rộng 30 thước trước hiên này có một hiên khác cũng có trụ và bực. Salomon cũng xây hiên để ngai là nơi người xét đoán và gọi là hiên xét đoán rồi dùng ván gỗ bá hương lót từ nền đến trần. Cung của Salomon ở trong sân thứ nhì phía sau cửa hiên cũng xây một cách giống như vậy. Cũng xây cho con gái Pharaon mà Salomon đã cưới một cái cung như kiểu của hiên này. Các cung điện này đều xây bằng đá quý, đục theo thước tất, cưa xẻ hoặc bề trong hay bề ngoài, từ nền đến cổ bồng cây cột và cho đến vách cửa sân lớn đều cũng vậy. Cái nền thì bằng đá quý và lớn, có hòn thì 10 thước, hòn thì 8 thước. Trên các nền này lại còn những đá quý đục theo thước tất và gỗ bá hương vách hành lang lớn, tứ vi, có ba hàng đá chạm và một hàng cây đà bằng gỗ bá hương, y như hành lang phía trong của đền Đức Giê-hô-va và y như cửa hiên đền. Vua Salomon sai người đòi Hiram ở Ty-rơ đến. Người là con trai của một đàn bà quá về chi phái Nephtali, còn cha là người Ty-rơ làm thợ đồng. Hiram đầy sự khôn ngoan, thông hiểu, có tài làm các thứ công việc bằng đồng. Người đến vua Salomon và làm mọi công việc người. Người làm hai cây trụ bằng đồng. Cây thứ nhất cao 18 thước và một sợi dây 12 thước đo bề tròn của cây thứ nhì. Người đúc hai đầu trụ bằng đồng, đặt nó trên chót trụ. Bề cao đầu trụ này là 5 thước, bề cao đầu trụ kia cũng là 5 thước. Những mặt võng xe lại và những dây hoa tréo như dây chuyền nhỏ trang điểm đầu trụ đặt ở trên chót trụ có bảy dây hoa cho đầu trụ này và bảy dây hoa cho đầu trụ kia hiram vấn chung quanh mặt vỏng này hai hàng trái liệu đặng trang sức cho đầu trụ này và cũng làm như vậy cho đầu trụ kia những đầu trụ ở trên các cây trụ trong hiên cửa đều có hoa huệ ở chót cao bốn thước những đầu trụ ở trên trụ nảy ra liền thân trên nơi bầu bên phía kia mặt võng có hai trăm trái liệu sắp hai hàng vòng chung quanh hai đầu trụ hiram dựng những cây trụ trong hiên cửa đền thờ người dựng cây trụ bên hữu và đặt tên là gia kin đoạn dựng cây trụ bên tả đặt tên là bô ách trên chót trụ thì chế hình hoa huệ Công việc làm những cây trụ đều hoàn thành là như vậy. Người cũng làm biển đúc hình tròn, cao 5 thước, từ mép này đến mép kia có 10 thước, một sợi dây 30 thước đo vòng tròn của nó. Dưới mép biển có hai hàng dưa ác vây chung quanh, cứ mỗi thước 10 trái, đúc liền một với biển. Biển để kê trên 12 con bò ba con hướng về bắc ba con hướng về tây ba con hướng về nam và ba con hướng về đông biển thì đặt trên lưng các con bò ấy và phía sau thân con bò đều xây vào trong biển dài một gang tay và mép làm giống mép chén và cách như bông huệ nó đựng hai ngàn bát người cũng làm mười viên tán đồng mỗi viên bốn thước bề dài bốn thước bề ngang và ba thước bề cao. Các viên tán làm cách này. Có những miếng trám đóng vào khuôn. Trên các trám đóng vào khuôn này có hình sư tử, bò và cherubim. Nơi chuyên trên, trên cũng có như vậy. Còn nơi chuyên dưới sư tử và bò có những dây hoa thòng. Mỗi viên tán có bốn bánh xe đồng với cốt đồng. Và nơi bốn góc có những cái đế đúc để chịu cái chậu và những dây hoa ở bên mỗi cái đế giữa viên tán trên đầu trụ có một miệng tròn sâu một thước và rộng một thước rưỡi. Cái miệng này cũng có hình chạm trổ. Còn các miếng trám thì vuông, chứ không phải tròn. Bốn bánh xe đều ở dưới những miếng trám và các cốt bánh xe thì đóng vào viên tán. Mỗi bánh xe cao một thước rưỡi. Bánh làm như bánh của cái cộ Trục, vành, căm và tung nó đều đúc cả. Có bốn con bọ ở nơi bốn góc của mỗi viên tán và liền với tán. Đầu viên tán hình tròn nhọn và cao nửa thước. Nó cũng có biên và trám. Trên mặt biên và trám của đế, tại nơi trống của mỗi biên và trám chừa ra, Hiram chạm những cherubim, sư tử, cây trà là và dây hoa chung quanh. Người theo kiểu này mà làm mười viên táng đúc một thứ một cỡ và một dáng với nhau. Người cũng làm mười cái thùng bằng đồng mỗi cái chứa bốn mươi bát. Mỗi thùng có bốn thước và để trên một táng của mười cái táng. Người sắp đặt táng như vậy năm cái về bên hữu đền và năm cái về bên tả. Còn biển người để nơi bên hữu đền về hướng đông nam người cũng làm chảo, vá và ảng. Vậy, Hiram làm xong mọi công việc cho Salomon trong đền của Đức Giê-hô-va, tức là hai cây trụ, hai đầu trụ tròn trên đỉnh trụ, hai tấm mặt võng bao hai đầu trụ tròn luôn với đỉnh trụ, bốn trăm trái lựu sắp hai hàng vòng chung quanh mặt võng bao hai đầu trụ tròn nơi đỉnh trụ, mười viên tán và mười cái bồn trên tán, biển đúc nguyên miếng một và 12 con bò để dưới biển, chảo, vá và ản. Các khí dụng này mà Hiram làm cho Salomon trong đền Đức Giê-hô-va đều bằng đồng đánh bóng. Vua biểu đúc các vật đó tại đồng bằng Vô Đanh, trong một nơi đất sét giữa su cốt và sát thang. Salomon không cân một món nào trong các khí dụng ấy bởi vì nhiều quá, người không xét sự nặng của đồng. Salomon lại làm những khí dụng cho đền Đức Giê-hô-va là bàn thờ vàng, những bàn bằng vàng để bánh trần thiết, chân đèn bằng vàng rồng đặt trước nơi chí thánh, năm cái ở bên hữu và năm cái ở bên tả, cùng hoa, thép đèn và cái nĩa bằng vàng, những chén, dao, chậu, muỗng và đồ đựng tro bằng vàng rồng, những chốt cửa hoặc dùng cho cửa của nhà phía trong hoặc nơi chí thánh, hay là dùng cho cửa của đền thờ thì đều bằng vàng. Các công việc mà Salomon làm cho nhà Đức Giê-hô-va đều được hoàn thành là như vậy. Đoạn Salomon sai đem các vật mà David cha người đã biệt ra thánh, tức là bạc, vàng, các thứ khí dụng và để trong kho tàng của đền Đức Giê-hô-va. Chương 8 Bây giờ, Salomon vời đến mình ở tại Jerusalem các trưởng lão Israel, hết thảy các quan trưởng của chi phái và những trưởng tộc của Israel đặng rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va từ thành của David, tức là Si-ôn. Trong lúc lễ nhằm tháng e là tháng 7, hết thảy người nam của Israel đều nhóm lại cùng vua Salomon. Khi các trưởng lão Israel đã đến, thì những thầy tế lễ lấy hòm của Đức Giê-hô-va dời đi luôn với đền tạm và các khí dụng thánh ở trong đền tạm. Những thầy tế lễ và người Lê Vi khiêng các đồ đó lên. Vua Salomon và cả hội chúng Israel đã hiệp với người và đứng trước hòm, giết bò và chiên làm của lễ rất nhiều, không thế đếm được. Những thầy tế lễ đem hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đến nơi nó, trong nơi chí thánh, dưới cánh Cherubim. Vì các Cherubim dương cánh ra trên nơi đẻ hòm, che thân trên hòm và các đoàn khiên. Các đoàn khiên dài, đến nỗi người ta từ nơi thánh ở trước nơi chí thánh có thể thấy được, nhưng ở ngoài thì chẳng thấy. Các đoàn ấy ở đó cho đến ngày nay. Trong hòm, chỉ có hai bản đá mà Moses đã để tại núi Horeb khi Đức Giê-hô-va lập giao ước với dân Israel lúc họ ra khỏi xứ Egypto sải khi những thầy tế lễ đã ra khỏi nơi thánh, bèn có mây đầy dãy nhà của Đức Giê-hô-va, đến nỗi những thầy tế lễ vì có mây ấy không thể đứng đó mà hầu việc được, vì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dãy đền của Đức Giê-hô-va. Bây giờ Sa-lô-môn nguyện rằng, Đức Giê-hô-va có phán rằng Ngài ngự trong nơi tối tăm mờ mịt. Hỡi Đức Chúa Trời, tôi đã cất xong một cái đền dùng làm nơi ngự của Ngài, tức một nơi Ngài ở đời đời. Đoạn, vua xây mặt lại và chúc phước cho hội chúng Israel. Cả hội chúng Israel đều đứng. Người nói rằng, đáng khen ngợi Jehovah Đức Chúa Trời của Israel vì từ miệng Ngài có phán hứa với David cha ta và bởi tay Ngài đã làm ứng nghiệm lời ấy. Ngài phán rằng, từ ngày ta đã đem Israel ta ra khỏi Egypto, ta không chọn thành nào trong các chi phái Israel đặng cất tại đó một cái nhà cho danh ta ngự, nhưng ta đã chọn David để người trị vì dân Israel ta. Và David cha ta có ý cất một cái đền cho danh Jehovah là Đức Chúa trời của Israel. Nhưng Đức Jehovah có phán với David cha ta rằng: khi ngươi có ý xây đền cho danh ta, thì lấy làm thậm phải. Song Ngươi sẽ chẳng cất đền ấy đâu, bèn là con trai ngươi, do lòng ngươi sinh ra sẽ cất đền cho danh ta. Vậy, Đức Giê-hô-va đã làm ứng nghiệm lời Ngài phán, vì ta kế vị David cha ta, ngồi trên ngôi Israel, y như Đức Giê-hô-va đã hứa, và ta đã cất đền này cho danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel. Tại đó, ta đã dọn một chỗ để hòm trong hòm có sự giao ước của Đức Giê-hô-va, tức là giao ước mà Ngài đã lập với tổ phụ chúng ta khi Ngài đem họ ra khỏi xứ Ai Cập. Kế đó, Salomon đứng trước bàn thờ của Đức Giê-hô-va, đối mặt cả hội chúng Israel, bèn giơ tay lên trời mà rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, hoặc trên trời cao kia, hoặc dưới đất thấp này, chẳng có một thần nào giống như Chúa. Chúa giữ sự giao ước và lòng nhân từ với kẻ tôi tớ Chúa là kẻ nào hết lòng đi ở trước mặt Chúa. Đối cùng tôi tớ Chúa là David cha tôi. Chúa có giữ lời Ngài đã hứa với người. Thật, hễ điều chi miệng Chúa phán thì tay Chúa đã làm hoàn thành y như chúng tôi thấy ngày nay. Vậy, hỡi Jehovah Đức Chúa Trời của Israel ôi! Ngày nay, xin làm trọn lời Chúa đã hứa cùng tôi tới Chúa là David cha tôi rằng nếu con cháu ngươi cẩn thận các đường lối mình đi ở trước mặt ta y như ngươi đã đi thì trước mặt ta sẽ chẳng hề thiếu một kẻ hậu tự ngươi đặng ngồi trên ngôi nước Israel đâu. Hỡi Đức Chúa Trời của Israel, xin hãy làm cho ứng nghiệm lời Chúa đã hứa cùng kẻ tôi tới Chúa là David, cha tôi. Nhưng quả thật rằng Đức Chúa Trời ngự trên đất này chăng? Kìa trời, dầu đến đổi trời của các từng trời chẳng có thể chứa ngài được thay. Phương chi cái đền này tôi đã cất. Dầu vậy hỡi Jehovah Đức Chúa Trời tôi, xin hãy đói đến lời cầu nguyện và sự nài xin của kẻ tôi tớ Chúa, đã nghe tiếng kêu cầu và khẩn nguyện mà kẻ tôi tới Chúa cầu trước mặt Chúa ngày nay nguyện mắt của Chúa ngày và đêm đói xem nhà này là chỗ mà Chúa đã phán rằng danh ta sẽ ngự tại đó. Đặng nghe lời cầu nguyện của tôi tới Chúa hướng nơi này mà cầu. Phàm điều gì tôi tới Chúa và dân Israel của Chúa sẽ hướng về nơi này mà khẩn cầu. Xin Chúa hãy dũ nghe. Phải, ở nơi ngự của Chúa tại trên các tầng trời. Xin Chúa dũ nghe, nhậm lời và tha thứ cho khi ai phạm tội cùng kẻ lân cận mình và người ta bắt ai đó phải thề nếu người đến thề trước bàn thờ của chúa tại trong đền này thì xin chúa ở trên trời hãy nghe đối đãi và xét đoán tôi tới chúa mà lên án cho kẻ giữ khiến đường lối nó đổ lại trên đầu nó và xưng công bình cho người công bình và thưởng người tùy theo sự công bình của người khi dân Israel của Chúa vì cớ phạm tội với Chúa bị kẻ thù nghịch đánh được. Nếu chúng nó trở lại với Chúa, nhận biết danh Ngài và cầu nguyện Nài xin với Chúa trong đền này, thì xin Chúa ở trên trời hãy vũ nghe, tha tội cho dân Israel của Chúa và khiến họ trở về đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ. Nếu các tầng trời bị đóng chặt không có mưa bởi vì chúng nó đã phạm tội với Chúa, nếu chúng nó hướng về nơi này mà cầu nguyện, nhận biết danh Chúa, xây bỏ tội lỗi mình sau khi Chúa đã đoán phạt họ, thì xin Chúa ở trên trời hãy vũ nghe, tha tội cho các tôi tớ Chúa và cho dân Israel của Ngài. Xin hãy chỉ cho họ con đường thiện mà họ phải đi và dáng mưa trên đất của Chúa đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp. Khi trong xứ xảy có đói kém, ôn dịch, hạn hán, ten xét, cào cào, châu chấu, hoặc có quân thù nghịch vây các thành của địa phận họ hay là có tai vạ chi tật bệnh gì. Nếu có một người hoặc cả dân Israel của Chúa, ai nấy đã nhận biết tai họa của lòng mình mà dơ tay ra hướng về đền này và cầu nguyện, khẩn xin vô luận điều gì, thì xin Chúa ở trên trời là nơi Chúa ngự, dũ nghe và tha thứ cho, đối đãi báo ứng mỗi người tùy theo công việc họ, vì Chúa thông biết lòng của họ thật chỉ một mình Chúa biết lòng của con cái loài người. Để khiến họ kính sợ Chúa trọn đời họ sống ở trên đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ chúng tôi. Vả lại, về khách lạ là người chẳng thuộc về dân Israel của Chúa, nhưng vì danh Ngài từ xứ xa đến. Vì người ngoại bang sẽ nghe nói về danh lớn của Chúa, về cánh tay quyền năng dơ thẳng ra của Chúa. Khi người đến cầu nguyện trong nhà này, xin Chúa ở trên trời là nơi Chúa ngự, vũ nghe và làm theo mọi điều người khách lạ sẽ cầu xin Chúa, để cho muôn dân của thế gian nhận biết danh Chúa kính sợ Chúa y như dân Israel của Ngài, và cho biết rằng danh Chúa xưng ra trên đền này mà tôi đã xây cất. Khi dân của Chúa đi chiến trận cùng quân thù nghịch mình, theo con đường Chúa đã sai đi, nếu họ cầu khẩn Đức Giê-hô-va, xây mặt hướng về thành Chúa đã chọn và về đền tôi đã cất cho danh Ngài, thì xin Chúa ở trên trời hãy dũ nghe các lời cầu nguyện nài xin của chúng và binh vực quyền lợi cho họ. Khi chúng nó phạm tội cùng Chúa, vì không có người nào chẳng phạm tội, và Chúa nổi giận, phó chúng nó cho kẻ thù nghịch. Khi họ bị bắt làm phu tù đến xứ của kẻ thù nghịch, hoặc xa, hoặc gần, ví bằng trong xứ mà họ bị tù, họ nghĩ lại, ăn năn và nài xin Chúa mà rằng, chúng tôi có phạm tội, làm điều gian ác và cư xử cách dữ tợn. Nhược bằng, tại trong xứ mà thù nghịch đã dẫn họ đến làm phu tù. Họ hết lòng hết ý trở lại cùng Chúa cầu nguyện cùng Ngài, mặc hướng về xứ mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ, về thành mà Chúa đã chọn, và về đền mà tôi đã xây cất cho danh Chúa. Thì xin Chúa ở trên trời, tức nơi Chúa ngự, hãy vũ nghe lời cầu nguyện này xin của họ, và binh vực quyền lợi cho họ tha cho dân chúa tội lỗi và các sự trái mạng mà họ đã phạm cùng ngài xin chúa khiến những kẻ bắt họ làm phu tù có lòng thương xót họ vì dân israel vốn là dân sự chúa cơ nghiệp của chúa mà chúa đã đem ra khỏi egipto tức khỏi giữa lò sắt nguyện chúa đói xem kẻ tôi tới chúa và dân israel của ngài Vũ nghe lời cầu nguyện nài xin của họ mỗi lần họ kêu cầu cùng Chúa. Hỡi Chúa Giê-hô-va ôi! Chúa đã phân cách họ khỏi các dân tộc trên đất để họ làm cơ nghiệp Chúa y như Chúa đã phán bởi miệng môi xe là tôi tớ Chúa khi Chúa đem tổ phụ chúng tôi ra khỏi Egypto. Khi Salomon đã cầu với Đức Giê-hô-va những lời khẩn nguyện nài xin này xong, bèn đứng dậy trước bàn thờ Đức Giê-hô-va khỏi nơi người đã quỳ, tay dơ lên trời. Người đứng chúc phước lớn tiếng cho cả hội chúng Israel mà rằng Đáng khen ngợi Đức Giê-hô-va là đấng đã ban sự bình yên cho dân Israel của Ngài tùy theo các lời Ngài đã hứa. Về các lời tốt lành mà Ngài đã cậy miệng môi xe kẻ tôi tới Ngài phán ra chẳng có một lời nào không ứng nghiệm. Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi ở với chúng tôi như Ngài đã ở cùng tổ phụ chúng tôi, chớ lìa, chớ bỏ chúng tôi. Nguyện Ngài dục lòng chúng tôi hướng về Ngài, hầu chúng tôi đi trong mọi đường lối Ngài, giữ những điều răng luật pháp và mạng lệnh của Ngài đã truyền cho tổ phụ chúng tôi. Ước gì Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta ngày đêm vũ lòng nhớ đến các lời ta đã nài xin trước mặt Ngài, hầu cho tùy việc cần ngày nào theo ngày nấy. Đức Giê-hô-va binh vực quyền lợi của tôi tới Ngài và của dân Israel. Hầu cho muôn dân của thế gian biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chứ chẳng có ai khác. Vậy, các ngươi khá lấy lòng trọn lành đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta để đi theo luật lệ Ngài và giữ gìn điều răn của Ngài, y như các ngươi đã làm ngày nay. Vua và cả Israel đều dâng các của lễ tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Salomon dân của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va hai muôn hai ngàn con bò đực và mười hai muôn con chiên. Vua và cả dân Israel đều dự lễ khánh thành đền của Đức Giê-hô-va là như vậy. Trong ngày đó, vua biệt riêng ra nơi chính giữa của hành lang ở trước đền thờ của Đức Giê-hô-va. Vì tại đó người dân cắt của lễ thiêu của lễ chay và mở về của lễ thù ân, bởi vì bàn thờ bằng đồng để trước đền của Đức Giê-hô-va là nhỏ quá, đựng cắt của lễ thiêu của lễ chay và mở về của lễ thù ân không đặng. Trong lúc đó, Salomon và cả dân Israel, một hội chúng rất lớn ở từ miền Hamat cho đến khe Ai hiệp tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta mà giữ lễ trong bảy ngày, lại bảy ngày khác nữa cộng mười bốn ngày ngày thứ tám, vua cho dân sự về. Dân chúc phước cho vua, đi trở về trại mình, lấy làm mừng rỡ vui lòng về mọi sự tốt lành mà Đức Giê-hô-va đã làm cho David kẻ tôi tớ ngài và cho Israel dân sự của ngài. Chương 9 Khi Salomon đã cất xong nhà của Đức Giê-hô-va, cung điện và mọi sự người muốn cất, thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người lần thứ nhì Ý như Ngài đã hiện ra cùng người tại Gabaon. Đức Giê-hô-va phán với người rằng, Ta đã nhậm lời cầu nguyện này xin của ngươi thưa trước mặt ta. Ta đã biệt riêng ra thánh cái đền này mà ngươi đã cất, để cho danh ta ngự tại đó đời đời. Mắt và lòng ta sẽ thường ở đó mãi mãi. Còn ngươi, nếu ngươi đi trước mặt ta như David cha ngươi đã đi, lấy lòng trọn lành và ngay thẳng mà làm theo các điều ta đã phán dặn ngươi, giữ những luật lệ và mạng lệnh của ta. Bây giờ, ta sẽ làm cho ngôi nước ngươi kiên cố đến đời đời trên Israel, y như ta đã hứa cùng David cha ngươi mà rằng, ngươi sẽ chẳng hề thiếu kẻ hậu tự ngươi ngồi trên ngôi Israel. Nhưng, nếu ngươi và con cháu các ngươi xây bỏ ta, không giữ các điều răn và luật lệ ta đã truyền cho các ngươi, đi hầu việc những thần khác và thờ lại chúng nó, thì ta sẽ trút Israel khỏi đất ta đã ban cho chúng nó, trừ bỏ khỏi trước mặt ta cái đền này mà ta đã vì danh ta biệt riêng ra thánh, và Israel sẽ trở nên lời tục ngữ và trò cười giữa muôn dân. Còn đền này, dầu cao giường nào, ai đi ngang qua gần nó cũng lấy làm lạ lùng chê bai mà rằng, cớ sao Đức Giê-hô-va có làm cho xứ này và đền này như vậy? Người ta sẽ đáp rằng, ấy vì chúng nó đã lìa bỏ Jehovah Đức Chúa Trời chúng nó là đấng đem tổ phụ họ ra khỏi xứ Ai Họ theo các thần khác, thờ lại các thần ấy và hầu việc chúng nó. Vì cớ đó, Đức Jehovah đã giáng trên họ các tai họa này. Xảy ra vừa chẳng 20 năm khi Salomon đã xây xong hai cái nhà, tức là đền của Đức Jehovah và cung điện vua. Thì bây giờ, vua Salomon ban cho Hiram, vua Ty-rơ mươi thành ở xứ Galile vì Hiram có cấp cho Salomon gỗ bá hương, gỗ tùng và vàng, tùy người muốn bao nhiêu. Hiram từ Tyre đến đặng xem các thành mà Salomon đã ban cho mình. Nhưng các thành đó chẳng đẹp lòng người. Và người nói rằng, hỏi anh, những thành mà anh cho em đó là cái gì? Rồi người gọi các thành ấy là xứ Kabul. Hãy còn gọi như vậy đến ngày nay. Và Hiram đã gửi cho vua Salomon 120 ta lân vàng. Này là cớ sao Salomon đã bắt sâu, đặng xây cất đền Đức Giê-hô-va và cung điện mình luôn với Milo, vách thành Jerusalem, hát so, Megiddo và Gê-xe. Pharaon, vua của Egypto, đã đi lên chiếm lấy Gê-xe, thiêu đốt nó và giết những dân Canaan ở trong thành, rồi ban thành ấy làm của vu quy cho con gái mình, là vợ Salomon. Vậy, Salomon xây thành ghe xe, bếp hô rôn dưới, ba lát và tác mốt tại trong đất rừng của xứ. Lại xây các thành có những kho trữ lương phạn của Salomon, những thành để xe cộ, những thành cho quân kỵ và mọi điều gì đẹp lòng Salomon xây cất tại Jerusalem, trong Ly Bang và trong cả xứ phục dưới quyền người. Hết thảy những người còn sống sót lại trong dân Amorit, dân Hê-tít, dân Pheresit, dân Hevit và dân Jebusit không thuộc về dân Israel, tức là các con cháu của chúng nó còn lại ở trong xứ mà dân Israel không đủ sức diệt hết được, thì Salomon bắt phụ làm sâu dịch cho đến ngày nay. Nhưng Salomon không bắt dân Israel làm tôi mọi, song họ làm binh chiến, tôi tớ, quan trưởng, quan tướng, quan cai xe và lính kỵ của người. Còn về các quan trưởng đặt lên coi sóc các công việc của Salomon, số là 550 người, họ cai trị dân làm công việc. Con gái Pharaoh ở thành David đi lên cung mà Salomon đã xây cất cho nàng. Bây giờ người xây cất Milo. Mỗi năm ba lần, Salomon dân của lễ thiêu và của lễ thù ân trên bàn thờ mà người đã đóng cho Đức Giê-hô-va và sông hương trên bàn thờ đã đặt ở trước mặt Đức Giê-hô-va. Người xây xong đền thờ là như vậy. Vua Salomon cũng sắm sửa một đoàn tàu tại Esion Gebe gần Elot trên mé biển đỏ trong xứ Edom. Hiram sai những tôi tớ mình, tức những thủy thủ, thông thạo về nghề đi biển, đến trong đoàn tàu đó đặng giúp tôi tớ của Salomon. Họ đi Ophir đem về cho Salomon 420 ta lân vàng. Chương 10 khi nữ vương Sheba nghe nói về danh tiếng của Salomon và về danh của Đức Giê-hô-va, bèn đến hỏi thử Salomon nhiều câu đố. Bà đến Jerusalem có hầu hạ theo rất đông, lạc đà chở thuốc thơm, nhiều vàng và ngọc. Bà đến cùng Salomon, nói với người mọi điều có ở trong lòng mình. Salomon đáp các câu hỏi của bà, chẳng câu nào ẩn bí quá cho vua mà vua không giải nghĩa nổi cho bà. Khi nữ vương Sheba thấy mọi sự khôn ngoan của Salomon, cung điện người đã cất, những món ăn trên bàn người, nhà cửa của tôi tớ người, thứ tự công việc của các quan và đồ ăn mặc của họ, các quan trước tửu và các của lễ thiêu người dân trong đền Đức Giê-hô-va thì mất vía. Rồi bà nói rằng, điều tôi nghe nói trong xứ tôi về lời nói và sự khôn ngoan của vua thì thật lắm. Song trước khi tôi chưa đến đây và chưa thấy tận mắt những điều này thì tôi chẳng tin. Và kìa, người ta chẳng nói đến được phân nữa. Sự khôn ngoan và oai nghi của vua trỗi hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Các tôi tớ vua thật có phước thay. Các tôi tớ vua hằng đứng chầu trước mặt vua, nghe sự khôn ngoan của vua lấy làm có phước thay. Đáng khen ngợi thay Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua, vì Ngài đẹp lòng vua, đặt vua trên ngôi của Israel. Vì Đức Giê-hô-va yêu dấu Israel mãi mãi, nên Ngài đã lập vua làm vua đặng cai trị theo sự ngay thẳng và công bình. Đoạn nữ vương dâng cho vua 120 ta lân vàng và rất nhiều thuốc thơm cùng ngọc quý. Từ đó những nay, chẳng hề có ai đem thuốc thơm đến số nhiều bằng của nữ vương nước sê ba dân cho vua Salomon. Đoàn tàu Hiram chở vàng Ophir cũng chở cây bạch đàn rất nhiều và ngọc quý. Vua dùng cây bạch đàn này mà làm bao lơn cho đền thờ Đức Giê-hô-va và cho nhà vua cùng những đàn cầm và đàn sắt cho con hát. Từ đó, chẳng hề có ai đem đến Jerusalem cây bạch đàn giường ấy nữa, không ai thấy lại cho đến ngày nay. Vua Salomon ban cho nữ vương Sê-ba mọi điều người ước và xin, chẳng kể những vật mà Salomon đã ban cho bà tùy lệ thường của vua. Đoạn, bà và các tôi tớ bà lên đường trở về xứ mình. Vàng mà vua Salomon thâu nhận mỗi năm cân đến 676 ta lân, không kể vàng người thâu lấy nơi người buôn bán dông và nơi sự đổi chác của kẻ thương mại cùng vàng mà các vua arabi và các quan tổng đốc của xứ đem nộp vua salomon làm hai trăm cái khiên lớn bằng vàng đánh giác cứ mỗi cái dùng sáu trăm siết lơ vàng lại làm ba trăm cái khiên nhỏ bằng vàng đánh giác cứ mỗi cái dùng ba min vàng vua để các khiên ấy trong đền rừng liban vua cũng làm một cái ngai lớn bằng ngà bọc vàng ròng ngai này có sáu nấc thân cao ngai phía sau thì tròn mỗi phía ngai có thanh nâng tay và hai con sư tử đứng kề lại có mười hai con khác đứng trên sáu nấc nơi hữu và tả chẳng có nước nào làm ngai giống như vậy hết thảy các chén uống của vua salomon đều bằng vàng và những khí dụng trong cung rừng li bang đều cũng bằng vàng ròng chẳng có chi là bạc. Trong đời vua Salomon, người ta chẳng kể bạc là chi. Vì đoàn tàu Ta-ri-si của vua mỗi ba năm một lần vượt biển với đoàn tàu của Hiram đem về vàng, bạc, ngà voi, con khỉ và con công. Ấy vậy, vua Salomon trỗi hơn các vua thế gian về sự giàu có và sự khôn ngoan. Cả thiên hạ đều tìm kiếm mặt Salomon đặng nghe sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã để trong lòng người cứ hàng năm theo lệ định mọi người đều đem đến dân vật mình tiến cống cho vua nào chậu bằng bạc và bằng vàng áo sống binh khí thuốc thơm ngựa và la Salomon cũng nhóm xe và lính kỵ có một ngàn bốn trăm xe và mười hai lính kỵ để trong các thành chứa xe và tại Jerusalem gần bên vua tại Jerusalem vua làm cho bạc ra thường như đá và cây bá hương nhiều như cây sung mọc nơi đồng bằng. Vua Salomon do nơi Egypto mà được ngựa. Một đoàn con buôn của vua đi kiếm mua từng bầy, giá phải chăng. Mỗi cổ xe mua ở xứ Egypto và dẫn về Jerusalem giá đáng 600 siết lơ bạc, còn mỗi con ngựa giá đáng 150 siết lơ. Các vua dân Tít và vua Syri cũng theo giá ấy nhờ những con buôn của vua mà mua về. Chương 11 Ngoài con gái của Pharaon, vua Salomon lại còn thương mến nhiều người nữ của dân ngoại, tức là người nữ Moab, Ammon, Edom, Sidon và Hethit. Chúng nó thuộc về các dân tộc mà Đức Giê-hô-va có phán với dân Israel rằng các ngươi và chúng nó chớ đi lại giao thông với nhau vì chúng nó hẳn sẽ quyến dụ lòng các ngươi hướng theo các thần chúng nó. Salomon chiếu mến những người nữ ấy. Người có bảy trăm hoàng hậu và ba trăm cung nữ. Chúng nó bèn làm cho người trở lòng. Trong buổi già yếu, các hoàng hậu của Salomon dụ lòng người đi theo các thần khác. Đối cùng với Hô Va Đức Chúa Trời mình, lòng người chẳng trọn lành như thể lòng của David là cha người. Vì Salomon cúng thờ ác tạc tê, nữ thần của dân Sidon và thần Minh Côm là thần đáng gớm ghiếc của dân Amôn. Như vậy, Salomon làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, chẳng vâng theo Đức Giê-hô-va cách trọn lành như David cha người đã làm. Bây giờ, Salomon lại xây cất tại trên núi đối ngang Giê-ru-sa-lem, một nơi cao cho kê móc, vật đáng gớm ghiếc của dân Moab và cho mo lóc, vật đáng gớm ghiếc của dân Amôn. Vua cũng làm như vậy cho hết thảy các hoàng hậu ngoại của mình sông hương và tế lễ cho thần của chúng nó. Đức Giê-hô-va nổi giận cùng Sa-lô-môn, bởi vì lòng người trở bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel là đấng đã hai lần hiện đến cùng người, phán bảo người rằng chớ theo các thần khác. Nhưng người không vâng theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán với Sa-lô-môn rằng, bởi vì ngươi đã làm điều này, không giữ giao ước và luật pháp ta truyền cho ngươi, nên ta chắc sẽ đoạt lấy nước khỏi ngươi cho kẻ tôi tớ ngươi. Song vì cớ David cha ngươi, ta sẽ chẳng làm điều đó trong đời ngươi. Ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay con trai ngươi. Lại, ta chẳng đoạt lấy cả nước khỏi nó, song vì cớ David đầy tớ ta và vì cớ Jerusalem mà ta đã chọn, ta sẽ để lại một chi phái cho con trai ngươi. Vậy Đức Giê-hô-va khiến giấy lên một kẻ thù nghịch cùng sa môn là Ha-đát người Edom, đôm vốn dòng dõi vua Edom. Và trong lúc David đánh dẹp Edom, thì Joab là tổng binh đi lên chôn các kẻ thác và giết hết thảy người nam trong Edom. Joab và cả Israel ở lại đó 6 tháng, cho đến khi người đã giết hết thảy người nam trong Edom. Lúc bây giờ, Hadad chạy trốn cùng mấy người Edom là tôi tớ của cha người, đặng đến ở Egypto. Hadad hãy còn thơ ấu. Chúng đi từ Madian đến Pharaon, đoạn bắt mấy người Pharaon theo mình mà đi đến Ai Cập, ra mắt Pharaon vua xứ Ai Cập. Vua cấp cho Hadad nhà ở, lương thực và đất ruộng. Hadad được ơn nhiều trước mặt Pharaon. Vua bèn gả em vợ mình cho người, tức là em của hoàng hậu Tác Bê Em của Tác Bê Nê sanh cho Hadad một con trai tên là Genubat. Tắc Bene dứt sửa nó tại trong đền Pharaon. Như vậy, Genubat ở tại trong đền Pharaon giữa các con trai của vua. Khi Hadad ở Egypto hay rằng, David đã ăn giấc cùng các tổ tiên người và Joab quan tổng binh đã thác, thì người tâu cùng Pharaon rằng, xin hãy để cho tôi đi trở về trong xứ tôi pharaon đáp với người rằng ngươi ở nơi ta có thiếu gì sao nên ao ước trở về trong xứ mình như vậy người thưa rằng chẳng thiếu chi dầu vậy xin cho tôi đi đức chúa trời lại khiến dấy lên một kẻ thù nghịch khác là reson con trai Eliada đã chạy trốn khỏi chúa mình là hadadece vua soba khi david giết quân vua soba thì người ấy nhóm người ta chung quanh mình và làm đầu bọn đó đi đến thành Đa Mách, bèn ở tại đó và quản trị thành ấy. rê làm kẻ cưu địch cùng Israel trọn đời Salomon. Ngoài ra sự hại mà Hadad đã làm, người cai trị nước Syri và ghen ghét Israel. Jeroboam, con trai của Nebat người Ephraim ở đất Sereda, là tôi tớ của Salomon, cũng giấy nghịch với người. Mẹ người quá bụa tên là Seruha. Này là duyên cớ mà người phản nghịch với vua. Salomon xây cất Milo, lấp vá lại nơi hư lũng của thành David là cha người. Và Jeroboam là một người mạnh dạng và tài năng. Salomon thấy người tuổi trẻ có tài nghề, bèn đặt người làm đầu sâu cho cả nhà Joseph. Sải trong lúc đó, Jeroboam ở Jerusalem đi ra, gặp tiên tri Ahia ở Silo tại giữa đường, mặc cái áo tơi mới. Chỉ có hai người ở ngoài đồng mà thôi. Ahija bèn nắm áo mới người mặc trong mình mà xé ra làm 12 miếng. Đoạn người nói với Jeroboam rằng, Hãy lấy 10 miếng về phần ngươi, vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy. Kìa, ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay Salomon và trao cho ngươi 10 chi phái của nước ấy, nhưng vì cớ David kẻ tôi tớ ta và vì cớ Jerusalem thành ta đã chọn giữa các chi phái Israel nên sẽ có một chi phái cứ ở trung tín cùng người. Ấy, bởi vì chúng nó đã từ bỏ ta, đi thờ lại ác tạc tê, nữ thần của dân Sidon, Kê-mốt, thần xứ Moab, và Minh-côm, thần của dân am -môn. Chúng nó không đi theo các đường lối ta, đặng làm điều ngay thẳng tại trước mặt ta, và cũng chẳng giữ luật lệ và điều răng ta, y như David cha của Salomon đã làm. Nhưng, ta sẽ chẳng cất lấy cả nước khỏi tay Salomon, song vì David kẻ tôi tớ ta, ta đã chọn, ta sẽ lập người làm vua trọn đời người sống, bởi vì David đã giữ các điều răng và luật lệ ta. Nhưng ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay con trai người, mà trao cho ngươi mười chi phái ta sẽ để lại một chi phái cho con trai người, để cho tại Jerusalem thành ta đã chọn đặng đặt danh ta ở đó. David kẻ tôi tớ ta, hằng có một ngọn đèn trước mặt ta luôn luôn. Vậy, ta sẽ chọn ngươi và lập làm vua Israel, ngươi sẽ cai trị theo ý muốn lòng ngươi. Và nếu ngươi vâng theo lệnh ta, đi trong các đường lối ta, làm điều thiện trước mặt ta, giữ gìn luật lệ và điều răng ta, y như David tôi tớ ta đã làm, thì ta sẽ ở cùng ngươi, lập cho ngươi một nhà vững chắc, y như ta đã lập cho David, và ta sẽ ban Israel cho ngươi. Như vậy, ta sẽ làm sỉ nhục dòng dõi David, nhưng chẳng phải đời đời. Salomon tìm thế giết Jeroboam, nhưng Jeroboam chạy trốn qua Egypto, đến cùng si sắc vua Egypto, rồi người ở tại Egypto cho đến chừng Salomon băng hà. Còn các điều khác về chuyện Salomon, mọi việc người, sự khôn ngoan của người, thảy đều đã chép trong sách hành trạng của Salomon. Salomon ở Jerusalem cai trị trên cả Israel trong 40 năm. Đoạn Salomon an giấc cùng các tổ phụ người và được chôn trong thành David cha người. Roboam, con trai người, cai trị thế cho người. Chương 12 Roboam đến Shechem vì cả Israel đã hiệp lại tại Shechem đặng tôn người làm vua. Khi Jeroboam, con trai của Nebat hay điều đó thì còn ở Egypto là nơi người trốn để thoát khỏi vua Salomon. Người ta sai tìm người tại đó. Jeroboam cùng cả hội chúng Israel đều đến tâu với Roboam rằng thân phụ vua đã làm cho ách chúng tôi nặng quá nhưng bây giờ vua hãy giảm nhẹ sự phục dịch khó nhọc và cái ách nặng mà thân phụ vua đã gán cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ phục dịch vua người đáp với chúng rằng hãy lui về trong ba ngày sẽ trở lại cùng ta dân sự bèn lui về vua roboam bàn với các trưởng lão đã hầu hạ salomon cha mình trong lúc người còn sống mà rằng các ngươi bàn luận cho ta phải đáp với dân sự này làm sao chúng thưa lại rằng nếu ngày nay vua làm như người đầy tớ của dân sự này phục sự họ đáp lời trò chuyện tử tế cùng họ thì họ sẽ làm tôi tớ vua mãi mãi nhưng roboam không theo mưu của các trưởng lão đã bàn cho mình bàn nghị cùng các kẻ trai trẻ đồng lớn lên với mình và hầu hạ mình mà rằng dân sự này đã tâu với ta rằng hãy giảm nhẹ cái ách mà thân phụ vua đã gán cho chúng tôi vậy các ngươi bàn luận cho ta phải đáp với chúng nó làm sao các gã trai trẻ đồng lớn lên với người đáp rằng dân sự này đã tâu với vua rằng thân phụ vua khiến ách chúng tôi nặng vua hãy làm cho nó ra nhẹ vua phải đáp lại cùng chúng như vậy ngón tay út ta còn lớn hơn lưng của cha ta vậy cha ta đã gác một cái ách nặng cho các ngươi ta sẽ làm cái ách các ngươi thêm nặng hơn nữa cha ta sửa phạt các ngươi bằng roi da ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bọ cạp ngày thứ ba jeroboam và cả dân sự đều đi đến roboam y như vua đã biểu rằng hãy trở lại cùng ta trong ba ngày vua đáp lời với dân sự cách sẵn sớm không kể các lời bàn luận của các trưởng lão và theo mưu các kẻ trai trẻ mà đáp lại cùng chúng rằng cha ta đã khiến cho ách các ngươi nặng nề, ta sẽ làm ách các ngươi càng nặng nề hơn nữa. Cha ta có sửa phạt các ngươi bằng roi da, ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bọt cạp. Như vậy, vua không khứng nghe lời dân sự, vì điều đó bởi Đức Giê-hô-va dẫn đến đặng làm cho ứng nghiệm lời ngài cậy Ahija ở Silo mà phán cho Jeroboam con trai của Nebat khi cả Israel thấy vua không khứng nghe lời họ, bèn đáp cùng người rằng, Chúng ta có phần gì cùng David? Chúng ta chẳng có cơ nghiệp chi với con trai Isai. Hỡi Israel, hãy trở về trại mình đi. Ở David, từ rày ngươi khá coi chừng nhà của ngươi. Như vậy, Israel đều rút về các trại của họ. Nhưng về dân Israel ở tại các thành Judah, thì Roboam cai trị họ. Bây giờ Roboam, Sai Adoram là người coi sóc việc cống thuế đến cùng chúng, nhưng cả Israel ném đá người chết. Vua Roboam lật đật lên xe, trốn về Jerusalem. Ấy vậy, Israel phản nghịch nhà David cho đến ngày nay. Khi dân Israel hay rằng Jeroboam đã trở về, bèn sai sứ mời người đến hội mình và lập người làm vua trên cả Israel. Chỉ có chi phái Judah cứ theo nhà David mà thôi. Roboam đến Jerusalem, nhóm hết thảy nhà Judah và chi phái Benjamin, số là 180.000 người lính chiến kén chọn, toàn tranh chiến cùng nhà Israel, đặng bắt nước phục lại Roboam con trai Salomon. Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng Shemaya, người của Đức Chúa Trời rằng: Hãy nói cùng Roboam, con trai Salomon vua Judah, cùng hết thảy nhà Judah, Benjamin và phần dân sự còn lại mà rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Các ngươi chớ đi lên đánh anh em mình là dân Israel. Mỗi người hãy trở về nhà mình, vì sự này bởi ta mà xảy đến. Chúng vâng theo lời Đức Giê-hô-va mà trở về theo mạng lệnh của Ngài. Jeroboam bèn xây cất si chem trên núi Ephraim và ở tại đó. Đoạn từ đó người đi ra xây cất Phenuen. Bây giờ Jeroboam nói thầm rằng: hoặc nước sẽ trở về nhà David chăng? Nếu dân sự này đi lên Jerusalem đặng tế lễ tại trong đền của Đức Giê-hô-va, thì lòng họ chắc sẽ trở về chúa của họ là Roboam, vua Juda. Người ta sẽ giết ta đi và trở về với Roboam, vua Juda. Vậy vua bàn định, rồi truyền làm hai con bò con bằng vàng và nói với dân sự rằng, các ngươi đi lên Jerusalem thật khó thay. Hỡi Israel, này là các thần ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. đặt con này tại Bê Tên và con kia tại Đan. Việc đó thành nên tội lỗi vì dân chúng đi đến Đan đặng thờ lại bò con ấy. Jeroboam cũng cất chùa miễu trên các nơi cao, chọn lấy người trong vòng dân chúng lập làm thầy tế lễ không thuộc về chi phái Lê Vi người lại định lập trong tuần tháng 8 ngày rằm một lễ giống như lễ người ta thường dự trong xứ Juda và người dân các của lễ trên bàn thờ. Người cũng làm như vậy tại Bê Tên, tế lễ cho hai bò con mà người đã làm nên, lại để tại Bê Tên những thầy tế lễ của các nơi cao mà người đã cất. Ngày rằm tháng 8, tức là tháng người tự chọn lấy, Jeroboam đi lên bàn thờ mình đã cất tại Bê Tên người lập một lễ cho dân Israel rồi đi lên bàn thờ đặng sông hương. Chương 13 Đang khi Jeroboam đứng gần bàn thờ đặng sông hương, kìa, có một người của Đức Chúa Trời ở Juda vâng mạng Đức Giê-hô-va mà đến bê tên. Người vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va của trách bàn thờ mà nói rằng, hỡi bàn thờ, bàn thờ. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Một đứa con trai sẽ sinh ra cho nhà David tên nó là Yosia. Nó sẽ dâng trên mày những thầy tế lễ của các nơi cao là người sông hương trên mày, và người ta sẽ thiêu trên mày hài cốt của người chết. Trong ngày đó, thầy tiên tri tỏ một dấu lạ rằng, này là dấu lạ mà Đức Giê-hô-va đã phán, bàn thờ sẽ nứt, tro trên bàn thờ sẽ đổ xuống đất. Khi vua Jeroboam nghe lời hăm dọa mà người của Đức Chúa Trời nói nghịch cùng bàn thờ tại Bê-tên thì người giơ tay ra trên bàn thờ mà bảo rằng, hãy bắt nó đi. Nhưng cánh tay vua giơ ra đối cùng tiên tri Bèn trở nên khô, không thế co lại vào mình được. Bàn thờ cũng nứt ra và tro ở trên đổ xuống, y như dấu lạ mà người của Đức Chúa Trời đã vâng mạng Đức Giê-hô-va tỏ ra. Bây giờ, vua cất tiếng nói với người của Đức Chúa Trời rằng, xin hãy nài xin jehovah đức chúa trời ngươi và cầu nguyện cho ta hầu cho tay ta được lại như cũ người của đức chúa trời cầu khẩn đức jehovah thì tay vua bèn co vào được trở lại y như trước vua bèn nói cùng người của đức chúa trời rằng ngươi hãy về cung với ta đặng bổ sức lại và ta sẽ dâng cho ngươi một lễ vật người của đức chúa trời đáp lại cùng vua rằng dẫu vua ban cho tôi phân nửa gia sản vua Tôi cũng chẳng vào cung với vua hoặc ăn bánh hay là uống nước tại nơi này. Vì Đức Giê-hô-va đã phán dặn ta như vậy rằng Ngươi chớ ăn bánh, chớ uống nước, chớ noi con đường ngươi đã đi mà trở về. Ấy vậy, người đi đường khác chẳng trở lại đường người đã bắt đi đến bê -tên. Và có một tiên tri già ở tại bê -tên. Một con trai người đến học lại cho người mọi điều người của Đức Chúa Trời đã làm tại bê -tên trong ngày đó, và các lời người đã nói với vua. Người cha nghe lời thuật này thì hỏi con mình rằng, Người ấy đi đường nào? Các con trai người chỉ con đường mà người của Đức Chúa Trời ở Juda đã nói đi về. Người bèn nói cùng các con trai mình rằng, Hãy thắng lừa ta. Chúng bèn thắng lừa rồi người lên cởi, đi theo người của Đức Chúa Trời, gặp người ngồi dưới gốc cây thông, thì nói rằng, có phải ngươi là người của Đức Chúa Trời ở Judah đến chăng? Người đáp, ấy là tôi. Tiên tri già tiếp rằng, hãy đến nhà với ta đặng dùng bữa. Nhưng người đáp lại rằng, tôi chẳng thể trở về với ông, cũng chẳng thể vào nhà ông, hoặc ăn bánh hay là uống nước với ông tại nơi này cũng không đặng. Vì Đức Giê-hô-va đã phán dặn tôi rằng, ngươi chớ ăn bánh, chớ uống nước tại nơi đó, và cũng đừng trở lại theo con đường ngươi đã bắt đặng đi đến. Người kia lại tiếp rằng, ta cũng là tiên tri như ngươi. Và một thiên sứ vân lĩnh Đức Giê-hô-va có phán với ta rằng, hãy dẫn nó vào nhà với ngươi, hầu cho nó ăn bánh và uống nước. Nhưng người tiên tri này nói dối người. Người của Đức Chúa Trời bèn trở lại với người ăn và uống tại nhà người. Khi hai người đang ngồi bàn, có lời của Đức Giê-hô-va phán với tiên tri đã đem người về người liền kêu la cùng người của Đức Chúa Trời ở Juda đến mà rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, bởi vì ngươi phản nghịch lời của Đức Giê-hô-va, không giữ theo mạng lệnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã truyền cho ngươi, nhưng đã trở lại ăn bánh uống nước tại nơi mà Đức Chúa Trời đã cấm không cho ăn bánh hay uống nước tại đó, thì xác chết ngươi sẽ chẳng được chôn trong mồ mả của tổ phụ ngươi. Khi đã ăn uống xong, Tiên tri già bèn thắng lừa cho tiên tri mình đã dẫn về, người liền đi dọc đường người gặp một con sư tử và bị nó giết đi thây người nằm sải trên đường có con lừa đứng một bên còn sư tử cũng đứng gần bên thây có người đi ngang qua thấy thây nằm sải trên đường và con sư tử đứng kề bên thì đi đến trong thành của tiên tri già ở thuật lại điều mình đã thấy khi tiên tri già là người đã khiến người của Đức Chúa Trời trở bước lại nghe điều ấy bèn nói rằng: Ấy là người của Đức Chúa Trời đã phản nghịch lời của Đức Giê-hô-va. Bởi vậy cho nên Đức Giê-hô-va đã phó người cho sư tử phân xé và giết đi y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Đoạn: Người biểu các con trai mình rằng hãy thắng lừa ta. Chúng bèn thắng lừa. Người đi gặp xác chết nằm trên đường, con lừa và con sư tử ở hai bên con sư tử không ăn xác chết và không phân xé con lừa. Tiên tri già, cất xác của người Đức Chúa Trời lên, chở trên con lừa, đem về vào trong thành mình, đặng than khóc và chôn người. Người chôn xác ấy trong mộ mình, rồi khóc người mà rằng, thương ôi, anh ôi. Sau khi chôn xác rồi, người nói với các con trai mình rằng, khi nào ta chết, các con hãy chôn ta vào mã đã chôn người của Đức Chúa Trời, để hài cốt ta ở bên hài cốt người. Vì các lời hăm dọa người vân mạng Đức Giê-hô-va mà nói nghịch cùng bàn thờ tại bê tên và nghịch cùng các chùa miễu tại trên những nơi cao ở trong các thành Samari hẳn sẽ được ứng nghiệm. Sau việc ấy, giê am không trở lại con đường ác mình, nhưng người lại lập cho các nơi cao những thầy tế lễ chọn trong đám dân sự. Phàm ai tình nguyện thì được người biệt riêng ra làm thầy tế lễ tại các nơi cao. Nhưng vì cớ ấy, nhà Jeroboam phạm tội, đến đổi bị diệt khỏi mặt đất. Chương 14 Trong lúc đó, Abia, con trai của Jeroboam đau. Jeroboam nói với vợ mình rằng, Ta xin ngươi hãy chổi dậy, giả dạng khác đi, cho người ta không biết người là vợ ta. Ngươi hãy đi đến Shiloh, Tại đó có tiên tri Ahiya là đấng đã nói trước về ta rằng ta sẽ làm vua của dân sự này. Ngươi phải lấy đem theo 10 ổ bánh, những bánh ngọt và một bình mật ong, rồi hãy đi đến người, người sẽ nói cho ngươi điều phải xảy đến cho con trẻ. Vợ Jeroboam làm theo vậy, đứng dậy đi đến Shiloh và tới nhà Ahiya. Và Ahiya không thấy được bởi vì tuổi già làm cho mắt người mù lòa nhưng Đức Giê-hô-va phán với người rằng, Kìa, vợ của giê rô am đến cầu hỏi ngươi về con trai nó đang đau. Ngươi sẽ đáp lời cùng nó thế này, thế này. Khi đến, nàng sẽ giả dạng làm một người khác. Khi nàng bước qua ngạch cửa cái, A-hi-ja nghe tiếng bước người thì nói rằng, Hỡi vợ vua Jeroboam, hãy vào. Cớ sao ngươi giả làm người khác? ta chịu sai báo cho ngươi một tin dữ. Hãy đi tâu với Jeroboam. Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy. Ta đã cất ngươi lên từ giữa dân sự, lập ngươi làm vua trên dân Israel ta. Ta đã đoạt lấy nước khỏi nhà David mà trao cho ngươi. Nhưng ngươi không bắt trước David kẻ tôi tớ ta, là người gìn giữ các điều răng ta, hết lòng theo ta chỉ làm điều thiện tại trước mặt ta. Ngươi đã làm điều ác hơn các kẻ tiên bối ngươi, đi lập cho mình những thần khác và hình tượng đúc, đặng chọc giận ta và đã chối bỏ ta. Bởi cớ đó, ta sẽ giáng tai họa trên nhà Jeroboam, các nam đinh của nó, bất luận kẻ nô lệ hay là người tự do, ta sẽ diệt hết khỏi trong Israel và quét sạch nhà nó như người ta quét phân cho đến chẳng còn sót chi hết. Phàm người của nhà Jeroboam chết tại trong thành đều sẽ bị chó ăn nuốt, còn người nào chết ngoài đồng thì sẽ bị chim trời cắn rỉa ăn đi, vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Thế thì hãy đứng dậy trở về nhà ngươi. Vừa khi ngươi đặt chân vào thành thì con ngươi sẽ chết. Cả Israel sẽ than khóc và chôn nó. Trong nhà Jeroboam chỉ một mình nó sẽ được chôn nơi mồ mả vì trong gia quyến Jeroboam, chỉ thấy nơi nó có chút lòng tốt đối cùng Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Trong ngày đó, Đức Jehovah sẽ dấy lên một vua trên Israel, người sẽ diệt hết nhà Jeroboam. Mà sao? Việc đã xảy đến rồi. Đức Jehovah sẽ hành hại Israel như một cây sậy bị nước đưa đi, trút Israel khỏi xứ tốt đẹp này mà ngài đã ban cho tổ phụ họ và làm tán lạc họ phía bên kia sông cái, bởi vì họ đã lấy hình tượng chọc giận Đức Giê-hô-va. Vì cớ tội Giê-rô-bô-am đã phạm, tức tội khiến cho dân Israel can phạm, nên Đức Giê-hô-va sẽ phó Israel vào tay thù nghịch. Vợ của Giê-rô-bô-am đứng dậy đi và đến tiệc xa. nàng vừa đặt chân trên ngạch cửa nhà thì đứa trẻ đã chết. người ta chuông nó và cả Israel đều than khóc nó theo như lời của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng tôi tớ ngài là Ahija đấng tiên tri mà phán. Mọi công việc khác của Jeroboam làm, tức là sự tranh chiến và cuộc trị vì của người, đều đã chép trong sách sử ký của các vua Israel. Jeroboam trị vì 22 năm, đoạn người ăn giấc cùng các tổ phụ mình và Nadab, con trai người, kế vị người. Roboam, con trai của Salomon cai trị Juda. Khi lên ngôi, người đã được 41 tuổi. Người trị vì 17 năm tại Jerusalem là thành Đức Giê-hô-va đã chọn trong các chi phái Israel, đặng đặt danh ngài ngự tại đó. Mẹ người tên là Naama, người Ammon. Dân Juda làm điều ác tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Vì cớ tội phạm, chúng nó chọc cho Đức Giê-hô-va phân bì hơn là các tổ phụ mình đã làm. Vì những người giu cũng xây cất cho mình những nơi cao, trụ thờ và tượng ác tạc tê tại trên các gò nổng cao và dưới những cây rậm. Cũng có những bợm vĩ gian ở trong xứ. Chúng bắt chước làm theo những sự gớm ghiếc của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Năm thứ năm đời Roboam trị vì si sắc vua Ai Cập đi lên đánh Jerusalem, lấy các châu báu của đền Đức Giê-hô-va và của cung vua. Người cũng đoạt lấy hết thảy những khiên bằng vàng mà Salomon đã làm. Vua Roboam bèn truyền làm những khiên bằng đồng đặng thế cho các khiên ấy, giao cho các quan làm đầu thị vệ canh cửa cung vua. Hễ vua đi vào đền Đức Giê-hô-va, có những thị vệ cầm các khiên ấy. Đoạn họ đem cất nó lại trong phòng thị vệ các công việc khác của roboam và mọi việc người đã làm đều chép trong sách sử ký của các vua juda vả roboam và jeroboam Robo đánh giặc nhau luôn luôn roboam an dứt với tổ phụ người và được chôn với họ tại trong thành david mẹ người tên là naama người ammon abiyam con trai người kế vị người chương 15 Năm thứ 18 đời vua Jeroboam con trai Nebat thì Abiyam lên ngôi làm vua Juda. Người trị vì 3 năm ở Jerusalem. Mẹ người tên là Maaka, con gái của Abishalom. Người đi trong các tội lỗi của cha người đã phạm trước người và lòng người không trọn lành với Jehovah Đức Chúa Trời người như thể lòng David tổ phụ người. Nhưng vì cớ David, Jehovah Đức Chúa Trời của người dành cho người một ngọn đèn trong Jerusalem, lập con trai người làm kẻ kế vị người và khiến cho Jerusalem còn hoài. Vì David làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va và ngoài việc Uri người Hê-tít, trọn đời người không xây bỏ điều gì của Đức Giê-hô-va đã truyền cho. Và Roboam và Jeroboam đánh giặc nhau trọn đời mình. Các công việc khác của Abiyam, mọi việc người làm đều chép trong sách sử ký của các vua Juda. Abiyam và Jeroboam cũng đánh giặc nhau. Abiyam an giấc với tổ phụ mình và người ta chôn người tại trong thành David. Asa, con trai người, kế vị người. Năm thứ 20, đời vua Jeroboam là vua Israel thì Asa lên ngôi làm vua Juda. Người cai trị 41 năm tại Jerusalem bà nội người tên là Maaka, con gái của Abishalom. Asa làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va y như David tổ phụ người đã làm. Người đuổi bợm vĩ gian khỏi xứ và dẹp hết thảy hình tượng mà tổ phụ người đã làm. Lại, người cũng cất chức thái hậu khỏi Ma-a-ca, bà nội mình, bởi vì bà có dựng tượng ác tạc tê. Asa đánh hạ hình tượng của bà đốt tại trong trũng Sết rôn. Song người không trừ bỏ các nơi cao. Dù vậy, đối với Đức Giê-hô-va, lòng Asa là trọn lành cả đời mình. Người đem để lại trong đền Đức Giê-hô-va những vật thánh của cha người và những vật mà chính mình người đã biệt riêng ra thánh hoặc vàng, bạc hay là các khí dụng. Asa, vua Juda và Ba-esa, vua Israel, đánh giặc nhau trọn đời mình. Ba Esa, vua Israel, đi lên đánh Juda, xây đồn lũy Rama để làm cho dân sự của Asa, vua Juda không ra vào nơi Asa, vua Juda được. Khi ấy, Asa bèn lấy hết những bạc và vàng còn lại trong kho của đền Đức Giê-hô-va và trong kho nơi cung của vua, giao cho đầy tớ mình. Đoạn sai họ đến bên Hadad, con trai Tabrimon, cháu Hesion vua Syri ở Mách mà nói rằng Chúng ta hãy lập giao ước với nhau, y như cha của ông và cha ta đã làm. Kìa, ta sai đem lễ vật bằng bạc và vàng. Hãy đi phá lời giao ước của ông với ba Esa, vua Israel, để hắn gian xa ta. Bin Hadad nghe lời vua Asa, bèn sai các quan tướng mình hãm đánh những thành của Israel, chiếm lấy I-yôn, Đan, Aben Bet maka và cả xứ Kinerot với xứ Neptali. Ba hay được điều đó liền thôi xây đắp đồn Rama mà rút về ở tại tiệc Sa. Vua Asa bèn nhóm hết thảy người Judah, không trừ một ai. Chúng đem đi những đá và gỗ mà Ba đã dùng xây đắp đồn Rama. Vua Asa dùng đồ ấy đặng xây cất Gêba trong xứ Benjamin và mít ba các công việc khác của asa quyền thế của người mọi việc người làm và các thành người xây cất đều đã chép trong sử ký của các vua juda khi người đã già rồi thì đau chân asa an giấc cùng tổ phụ người và được chôn với họ trong thành david tổ tiên người vua phát con trai người kế vị người năm thứ hai đời Asa, vua Juda. Nadab, con trai Jeroboam lên ngôi làm vua Israel và trị vì trên Israel hai năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo đường có tổ phụ mình, phạm tội mà Jeroboam đã phạm và khiến cho Israel can phạm nữa. Ba Esa, con trai Ahijah về nhà Isaka làm phản người. Trong lúc Nadab và cả Israel vây Gibethon, vốn thuộc về dân Philippines thì ba Esa giết người tại đó. Ấy là nhằm năm thứ ba đời Asa vua Juda mà ba Esa giết Nadab và trị vì thế cho người. Vừa khi người lên ngôi làm vua thì giết hết thải người thuộc về nhà Jeroboam không để sót một ai. Đến nỗi đã diệt hết trong nhà Jeroboam theo như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Ahia kẻ tôi tới ngài ở Silo mà phán ra ấy vì cớ tội lỗi của jeroboam đã phạm làm cho israel cũng phạm tội và chọc giận jehovah đức chúa trời của israel các công sự khác của nadab mọi việc người làm đều đã chép trong sử ký của các vua israel vả asa vua judah và baesa vua israel đánh giặc nhau trọn đời mình năm thứ ba đời Asa vua Juda thì ba Esa con trai Ahia lên làm vua cả Israel người ở tại tiệc sa và cai trị 24 năm người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va đi theo đường của Jeroboam và tội lỗi mà Jeroboam đã phạm làm cho Israel cũng phạm tội chương 16 bây giờ lời của Đức Giê-hô-va phán cho Jehu con trai của Hanani nghịch cùng ba Esa mà rằng ta đã cất ngươi lên khỏi bụi đất và lập ngươi làm vua chúa dân israel ta song ngươi đã đi theo đường của jeroboam xui cho dân israel ta phạm tội và vì tội chúng nó chọc giận ta nhưng vì cớ ấy ta sẽ quét sạch ba Esa và nhà nó làm cho nhà nó giống như nhà jeroboam con trai của nê bác vậy phàm kẻ nào thuộc về ba Esa, chết tại trong thành sẽ bị chó ăn phàm kẻ nào chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa ăn. Các công việc khác của ba Esa, những việc người làm và quyền thế người đều đã chép trong sách sử ký của các vua Israel. Ba Esa ăn giấc cùng các tổ phụ người và được chôn tại tiệc sa. Ela, con trai người, kế vị người. Lời của Đức Giê-hô-va lại cậy tiên tri jehu con trai Hanani, mà phán nghịch cùng ba Esa và nhà người chẳng những vì cớ các tội ác của người đã làm trước mặt Đức Giê-hô-va, lấy công việc của tay mình mà chọc cho Ngài giận, và vì làm giống như nhà của giê rô am mà lại bởi vì người đã hủy diệt nhà ấy. Năm thứ 26 đời A-sa, vua Juda thì Ela, con trai ba Esa lên làm vua Israel, người ở tại tiệc Sa và cai trị hai năm. Simri, kẻ tôi tớ Ela, làm tướng coi phân nửa xe binh làm phản người. Ela ở tiệc sa uống say sưa trong nhà ạc là quan cai đền người tại thành ấy. Simri bèn vào giết người nhằm năm 27 đời Asa, vua Juda và cai trị thay cho người. Sảy khi Simri vừa lên ngôi làm vua, thì người giết hết thảy nhà ba e chẳng để lại một nam đinh nào hết, hoặc bà con hay là bằng hữu người cũng vậy. Vì các tội lỗi mà ba e và Ela con trai người đã phạm, tức là tội đã gây cho Israel can phạm và vì các sự hư không của chúng nó chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời của Israel nên Simri diệt hết cả nhà ba Esha, y như lời Đức Jehovah đã cậy miệng Jehu là đấng tiên tri mà phán ra cho ba Esha. các công việc khác của Ela và mọi việc người làm đều đã chép trong sử ký của các vua Israel. Năm thứ 27 đời Asa vua Judah, thì Simri lên ngôi làm vua bảy ngày tại Tiệt Sa. Bây giờ, quân lính Israel đang vây Gibethon là thành vốn thuộc về dân Philippines. Khi đạo binh hay tin này rằng Simri đã phản nghịch và giết vua, thì cũng một ngày đó trong dinh, cả Israel đều lập Omri là quan tổng binh làm vua trên Israel. Omri và cả Israel bèn từ Gibethon đi lên vây Tiệt Sa sải khi Simri thấy thành đã bị hãm, thì đi vào đồn lũy của cung vua mà đốt chính mình luôn với cung vua rồi chết vì những tội lỗi người đã phạm làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va bắt chước theo đường của Jeroboam và phạm tội Jeroboam đã phạm tức tội đã gây cho Israel can phạm các chuyện khác của Simri sự người làm phản đều đã chép trong sử ký của các vua Israel bây giờ dân Israel chia làm hai phe phe này theo Tiếp Ni, con trai Ghi Nát, và muốn lập người làm vua, phe kia theo Omri. Nhưng phe theo Omri thắng hơn phe theo Tiếp Ni, con trai Ghi Nát. Vậy, Tiếp Ni chết và Omri cai trị. Năm thứ 31 đời Asa vua Judah, thì Omri lên ngôi làm vua Israel và cai trị 12 năm. Người trị vì 6 năm tại Tiệt Sa. Đoạn người mua hòn núi Samari của Sê-me giá là hai ta lân bạc. Trên núi ấy, người cất một cái thành lấy tên Sê-me là tên chủ núi Samari mà đặt tên cho thành. Omri làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, ăn ở tệ hơn các người tiên bối người. Trong mọi sự, người bắt chước theo đường Jeroboam, con trai của Nebat phạm tội mà Jeroboam đã phạm, tức tội đã gây cho dân Israel can phạm và lấy những sự hư không mình mà chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Các chuyện khác của Omri, những công việc người làm và quyền thế người đều đã ghi trong sử ký của các vua Israel. Omri an giấc với tổ phụ mình và được chôn tại Samari. Ahab, con trai người, kế vị người. Năm thứ 38 đời Asa vua Judah thì Ahab, con trai Omri, lên ngôi làm vua Israel người ở Samari, cai trị trên Israel 22 năm. Ahab, con trai Omri, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va hơn hết thảy các người tiên bối mình. Và người lấy sự bắt chước theo tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat làm nhỏ mọn, nên người đi lấy Jezabel, con gái Ed ba anh vua dân Sidon mà làm vợ. Người cũng đi hầu việc ba anh và thờ lại nó. Người lập một bàn thờ cho ba anh tại trong miễu của ba anh mà người đã cất tại Samari. Ahab cũng dựng lên một hình tượng ác tạc tê. Vậy, Ahab làm nhiều điều ác, chọc dẫn Jehovah Đức Chúa Trời của Israel hơn các vua Israel trước mình. Trong đời Ahab, Hiên ở Béten xây lại thành Jericho. Khi người đặt cái nền thì mất Abiram, con trưởng nam mình. Lúc dựng các cửa, thì mất Sê-gúp, con út mình Theo như lời của Đức Giê-hô-va Đã kể dô con trai của Nun Mà phán ra Chương 17 Eli ở thi sê be Là một người trong bọn Đã sang ngụ Ga-la-át Nói với Ahab rằng Ta đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel Hằng sống mà thề rằng Mấy năm về sau đây Nếu ta chẳng nói Chắc sẽ không có sương Cũng không có mưa đoạn có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy người rằng hãy đi khỏi đây qua phía đông và ẩn ngươi bên khe Kerit đối ngang đanh Ngươi sẽ uống nước của khe và ta đã truyền cho chim quạ nuôi ngươi tại đó. Vậy Eli đi vâng theo lời của Đức Giê-hô-va và đến ở nơi mé khe Kerit đối ngang đanh Buổi mai và buổi chiều chim quạ đem bánh và thịt cho người và người uống nước khe. Nhưng trong ít lâu thì khe bị khô vì trong xứ không có mưa. Bây giờ, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Eli rằng, Hãy trỗi dậy, đi đến Sarepta, thành thuộc về Sidon và ở tại đó. Kìa, ta đã truyền cho một người quá bụa ở thành ấy lo nuôi ngươi. Vậy, người đứng dậy đi đến sa Sarepta. Khi đến cửa thành, người thấy một người đàn bà quá lượm củi bèn kêu mà nói rằng ta xin ngươi hãy đi múc một chút nước trong bình để cho ta uống nàng bèn đi múc nước nhưng người kêu lại và nói với nàng rằng cũng hãy đem trong tay ngươi cho ta một miếng bánh nữa nàng đáp tôi chỉ mạng sống của Jehovah Đức Chúa trời của ông mà thề tôi không có bánh chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình này Tôi lượm hai khúc củi. Đoạn về nấu dọn cho tôi và con trai tôi. Khi ăn rồi, chúng tôi sẽ chết. Nhưng Eli tiếp rằng, Chớ sợ chi. Hãy trở về, làm y như ngươi đã nói. Xong trước hãy dùng bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta. Kế sau, ngươi sẽ làm cho ngươi và cho con trai ngươi. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy. Bột sẽ không hết trong vò và dầu sẽ không thiếu trong bình cho đến ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống đất. Vậy nàng đi và làm theo điều Eli nói. Nàng và nhà nàng luôn với Eli ăn trong lâu ngày. Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Eli mà phán ra. Sau một ít lâu, con trai của người đàn bà tức là chủ nhà bị đau, bệnh rất nặng, đến đổi trong mình nó chẳng còn hơi thở. Người đàn bà bèn nói với Eli rằng, Hỡi người của Đức Chúa Trời, tôi với ông có việc chi chăng? Có phải ông đến nhà tôi đặng nhắc lại những tội lỗi tôi và giết con tôi chăng? Người đáp với nàng rằng, hãy giao con nàng cho ta. Người bồng nó khỏi tay mẹ nó, đem lên phòng cao chỗ người ở và để nó nằm trên giường mình. Đoạn, người kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va mà rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi, cớ sao Ngài giáng tai họa trên người đàn bà quá này? Nhà nàng là nơi tôi trú ngụ mà giết con trai người đi. Người nằm ấp trên mình con trẻ ba lần, lại kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va nữa mà rằng, Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, xin Chúa khiến linh hồn của đứa trẻ này trở lại trong mình nó. Đức Giê-hô-va nhậm lời của Eli, linh hồn của đứa trẻ trở lại trong mình nó và nó sống lại. Eli bồng đứa trẻ đi xuống lầu vào trong nhà dưới, giao cho mẹ nó mà nói rằng: "Hãy xem, con nàng sống." Nàng bèn nói cùng Eli rằng: "Bây giờ tôi nhìn biết, ông là một người của Đức Chúa trời và lời phán của Đức Giê-hô-va ở trong miệng ông là thật." Chương 18 tám cách lâu ngày trong năm thứ ba có lời của đức giê-hô-va phán dạy eli rằng hãy đi ra mắt ahab ta sẽ khiến mưa sa xuống đất vậy eli đi ra mắt ahab và tại samari có cơn đói kém quá đổi ahab sai gọi abdia là quan gia tể mình abdia rất kính sợ đức giê-hô-va xảy ra khi bên diệt hết các đấng tiên tri của Đức Giê-hô-va, thì áp đia có đem 100 đấng tiên tri đi giấu trong hai hang đá, mỗi hang 50 người, dùng bánh và nước mà nuôi họ. Ahab nói với áp đia rằng, hãy đi khắp xứ, xem hết thảy các suối và khe, có lẽ chúng ta sẽ tìm được cỏ và cứu cho ngựa và la còn sống, không phải diệt hết các súc vật ta chăng. Vậy hai người chia xứ đặng đi tuần. Ahab đi một mình con đường này và Abdia đi một mình con đường kia. Abdia đang đi đường thì gặp Eli ra đón mình. Abdia nhìn biết người sấp mình xuống đất mà thưa rằng Hỏi Eli chúa tôi, có phải ông chăng? Người đáp, ừ, phải ta. Người hãy đi nói với chủ ngươi rằng Eli ở đây. Abdia tiếp rằng tôi có phạm tội gì mà ông muốn phó kẻ tôi tới ông vào tay Ahab hầu cho người giết tôi đi? Tôi chỉ Jehovah Đức Chúa Trời hằng sống của ông mà thề. Chẳng dân nào, nước nào mà chủ tôi không sai đến tìm ông. Và khi người ta đáp rằng Eli không có đây, thì người bắt nước bắt dân ấy thề rằng không ai gặp ông. Mà bây giờ, ông lại nói với tôi tớ rằng hãy đi nói với chủ ngươi Eli ở đây. Rồi khi tôi lìa khỏi ông, sẽ có thần của Đức Giê-hô-va đem ông đi nơi nào tôi chẳng biết. Vậy khi tôi đi thuật lại cùng A-háp mà người không thấy ông, ác sẽ giết tôi đi. Vả kẻ tôi tới ông kính sợ Đức Giê-hô-va từ khi thơ ấu. Khi giê yes sa giết các tiên tri của Đức Giê-hô-va, thì tôi có giấu một trăm tiên tri của Đức Giê-hô-va trong hai hang đá, mỗi hang năm mươi người, dùng bánh và nước mà nuôi họ người ta há không có thuộc điều đó cho chúa tôi hay sao? Và bây giờ ông biểu tôi, hãy đi nói với chủ ngươi rằng Eli ở đây, người ác sẽ giết tôi đi. Eli đáp rằng, ta chỉ sanh mạng Đức Giê-hô-va vạn quân là đấng ta phục sự mà thề rằng, chính ngày nay ta sẽ ra mắt Ahab. Vậy áp đia đi đón Ahab và thuật lại cho người. Ahab bèn đi đón Eli. Vừa khi Ahab thấy Eli thì nói rằng, có phải ngươi là kẻ làm rối loạn Israel chăng? Eli đáp rằng, chẳng phải tôi làm rối loạn Israel đâu, bèn là vua và nhà cha vua, bởi vì vua đã bỏ điều răng của Đức Giê-hô-va và đã tin theo thần Ba-anh. Vậy bây giờ, vua hãy sai người đi nhóm cả Israel với 450 tiên tri của Ba-anh và 400 tiên tri của Ác-Tạc-Tê ăn tại bàn Giê-sa-bên, khiến họ đến cùng tôi trên núi Cạc-men. Vậy, Ahab sai người đi nhóm cả dân Israel và những tiên tri đến núi Cạc Mên. Đoạn Eli đến trước mặt dân sự mà nói rằng, Các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Jehovah là Đức Chúa Trời khá theo Ngài, nếu Ba Anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Xong dân sự không đáp một lời. Bây giờ Eli nói với dân sự rằng, trong vòng những tiên tri của Đức Giê-hô-va chỉ một mình ta còn lại, còn các tiên tri ba anh số là 450 người. Vậy, hãy cho chúng ta hai con bò đực. Họ phải chọn một con cho mình, xả ra từ miếng, sắp để trên củi nhưng chớ châm lửa. Còn ta, ta sẽ làm con bò kia để nó trên củi nhưng không châm lửa. Đoạn, hãy kêu cầu danh của thần các ngươi, còn ta, ta sẽ kêu cầu danh của Đức Giê-hô-va thần đáp lời bằng lửa ấy quả là đức chúa trời cả dân sự đều đáp rằng lời nói rất phải eli bèn nói với những tiên tri ba anh rằng hãy chọn một con bò đực làm nó trước đi vì các ngươi đông rồi hãy cầu khẩn danh của thần các ngươi nhưng chớ châm lửa vậy chúng bắt con bò mà người ta đã ban cho mà làm nó rồi từ sớm mai đến trưa chúng cầu khẩn danh của ba anh và rằng hỡi ba anh xin đáp lời chúng tôi nhưng chẳng có tiếng gì cũng chẳng ai đáp lời chúng đều nhảy chung quanh bàn thờ mình đã dựng lên khi đã đến trưa eli nhạo chúng mà rằng khá la lớn lên đi vì người là thần hoặc người đang suy gẫm hoặc ở đâu xa hoặc đang đi đường hay là có lẽ người ngủ và sẽ thức dậy Vậy chúng kêu lớn tiếng và theo thói lệ họ, lấy gươm giáo gạch vào mình cho đến chừng máu chảy ra. Khi quá trưa rồi, họ cứ nói tiên tri như vậy cho đến giờ dân của lễ chay ban chiều, nhưng vẫn không có tiếng gì, chẳng ai đáp lời, cũng không cố ý đến. Bây giờ Eli nói với cả dân sự rằng, hãy đến gần ta. Dân sự bèn đến gần người. Đoạn Eli sửa lại cái bàn thờ của Đức Giê-hô-va bị phá hủy. Người lấy 12 hòn đá, theo số 12 chi phái của các con trai Jacob, là người mà lời của Đức Giê-hô-va đã phán cho rằng Israel sẽ là tên người. Người dùng 12 hòn đá ấy mà dựng lên một cái bàn thờ nhân danh Đức Giê-hô-va. Chung quanh bàn thờ, người đào một cái mương đựng được hai đấu hột giống. Rồi chất củi, xả bò tơ ra từ miếng và sắp nó lên trên củi, kế người nói, Hãy múc đầy bốn bình nước và đem đổ trên của lễ thiêu và củi. Người lại nói hãy làm lần thứ nhì, thì người ta làm lần thứ nhì. Người tiếp hãy làm lần thứ ba, và họ làm lần thứ ba, cho đến đổi nước chảy chung quanh bàn thờ và đầy cái mương nữa. Đến giờ dân của lễ chai ban chiều, tiên tri Eli đến gần và nguyện rằng, Lại Jehovah Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Israel, ngày nay, xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Israel, rằng tôi là kẻ tôi tớ Ngài và tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự này. Đức giê hô va ôi, xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự này nhìn biết rằng giê hô va là Đức Chúa Trời và Ngài khiến cho lòng họ trở lại. Lửa của Đức giê hô va bèn giáng xuống, thiêu đốt của lễ thiêu, củi, đá, bụi và rút nước trong mương. Thấy vậy, cả dân sự sấp mình xuống đất và la rằng, Jehovah là Đức Chúa Trời, Jehovah là Đức Chúa Trời. Eli nói với chúng rằng, hãy bắt các tiên tri của ba anh, chớ cho thoát một người nào. Chúng bèn bắt họ. Eli đem họ xuống dưới khe Kishon và giết họ tại đó. Đoạn Eli nói cùng Ahab rằng, hãy đi lên ăn và uống, vì tôi đã nghe tiếng mưa lớn. Vậy Ahab trở lên đặng ăn uống. Nhưng Eli leo lên chót núi cạc mên, cúi xuống đất và úp mặt mình giữa hai đầu gối. Đoạn người nói với kẻ tôi tớ mình rằng, xin hãy đi lên, ngó về phía biển. Kẻ tôi tớ đi lên xem nhưng nói rằng không có chi hết. Eli lại nói, hãy trở lên bảy lần. Lần thứ bảy, kẻ tôi tớ đáp rằng, Tôi thấy ở phía biển lên một cụm mây nhỏ như lòng bàn tay. Eli bèn tiếp. Hãy đi nói với Ahab rằng, hãy thắng xe và đi xuống kẻo mưa cầm vua lại chăng. Trong một lúc, trời bị mây che đen, gió nổi dậy và có cơn mưa rất lớn. Ahab bèn lên xe mình, đi đến Gidreel. Tay Đức Giê-hô-va dán trên Eli, người thắt lưng, chạy trước Ahab cho đến khi tới Gidreel chương 19. Ahab thuật lại cho Jezabel mọi điều Eli đã làm và người đã dùng gươm giết hết thảy tiên tri ba anh làm sao. Jezabel sai một sứ giả đến Eli mà nói rằng: Nếu ngày mai trong giờ này ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một người trong chúng nó, nguyện các thần đại ta cách nặng nề. Vì vậy, Eli sợ hãi, đứng dậy chạy đi đặng cứu mạng sống mình đến tại BEC3 thuộc về Juda, người để tôi tới mình lại đó. Còn người vào đồng vắng, đường đi ước một ngày, đến ngồi dưới cây giếng viên xin chết mà rằng: Ôi Đức Giê-hô-va đã đủ rồi, hãy cất lấy mạng sống tôi vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. Đoạn người nằm ngủ dưới cây giếng viên, có một thiên sứ đụng đến người và nói rằng: Hãy chổi dậy và ăn. Người nhìn thấy nơi đầu mình một cái bánh nhỏ nướng trên thang và một bình nước. Người ăn uống rồi lại nằm. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến lần thứ nhì đụng người và nói rằng, Hãy chổi dậy và ăn, vì đường xa quá cho ngươi. Vậy người chổi dậy, ăn và uống. Rồi nhờ sức của lương thực ấy, người đi 40 ngày và 40 đêm cho đến hô rếp là núi của Đức Chúa Trời. Đến nơi, người đi vào trong hang đá ngủ đêm ở đó, và kìa, có lời của Đức Giê-hô-va phán với người rằng, Hỡi Eli, ngươi ở đây làm chi? Người thưa rằng, Tôi đã rất nóng nảy sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Israel đã bội giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài. Chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng kiếm thế cất mạng sống tôi. Đức Chúa Trời phán với người rằng, hãy đi ra, đứng tại trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va. Này Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một ngọn gió mạnh thổi dữ tợn trước mặt Ngài, xé núi ra và làm tan nát các hòn đá, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong trận gió. Sau trận gió có cơn động đất, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong cơn động đất. Sau cơn động đất có đám lửa, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Khi Eli vừa nghe tiếng đó, thì lấy áo tơi ba phủ mặt mình, đi ra đứng tại nơi miệng hang. Này có một tiếng phán với người rằng, Hỡi Eli, ngươi làm chi đây? Người thưa rằng, Tôi rất nóng nảy sốt sắng vì Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Israel đã bội giao ước của Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài. Chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng tìm cách cất mạng sống tôi. Nhưng Đức Giê-hô-va đáp với người rằng, hãy bắt con đường đồng vắng đi đến Đa-mách. Khi đến rồi, ngươi sẽ xức dầu cho ha sa -ên làm vua Syria. Ngươi cũng sẽ xức dầu cho Giê-hu, con trai của niêm si làm vua Israel. Và ngươi sẽ xức dầu cho Elise, con trai sa phát ở aben me làm tiên tri thế cho ngươi. Ai thoát khỏi gươm của ha sa -ên sẽ bị Giê-hu giết ai thoát khỏi gương của Jehu sẽ bị Elise giết. Nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Israel bảy ngàn người không có quỳ gối xuống trước mặt ba anh và môi họ chưa hôn nó. Từ đó Eli đi gặp Elise, con trai của Sa Phát, đang cài có 12 đôi bò trước mặt mình. chín người cầm đôi thứ 12. Eli đi ngang qua người, ném áo choàng mình trên người. Elise bèn bỏ bò mình, chạy theo Eli mà nói rằng, xin cho phép tôi hôn cha và mẹ tôi đã. đoạn tôi sẽ theo ông. Eli đáp, hãy đi và trở lại, vì ta nào có làm gì cho ngươi đâu. Eli bèn lìa khỏi Eli trở về, bắt một đôi bò giết đi và lấy cài làm củi mà nấu thịt nó rồi cho các tôi tớ mình ăn. đoạn người đứng dậy đi theo Eli và hầu việc người. chương hai mươi Bên Hadad, vua Syri, hiệp hết thải quân lính mình. Có 32 vua theo người, cùng ngựa và xe. Người đi lên vây Samari và hãm đánh nó. Người sai sứ giả đến Ahab, vua Israel ở trong thành và nói với người rằng Bên Hadad nói như vậy Bạc và vàng của ngươi thuộc về ta. Các cung phi và những con cái tốt nhất của ngươi cũng thuộc về ta. Vua Israel đáp, hỡi vua chúa tôi, cứ như lời vua nói tôi và mọi vật của tôi đều thuộc về vua nhưng các sứ giả trở lại cùng vua israel mà nói rằng ben ha nói như vậy ta đã sai sứ đến cùng ngươi rằng hãy đưa bạc vàng cung phi và các con trai ngươi cho ta thế thì ngày mai giờ này ta sẽ sai các đầy tớ ta đến nhà ngươi chúng nó sẽ lục soát nhà ngươi và nhà của tôi tớ ngươi phàm món gì của ngươi lấy làm quý trọng chúng nó sẽ lấy đem đi vua israel bèn đòi hết thảy trưởng lão trong xứ mà nói rằng hãy xem xét và biết rằng người này toan mưu làm hại chúng ta vì người đã sai sứ đòi các cung phi con cái bạc và vàng của ta và ta không có từ chối gì hết các trưởng lão và cả dân sự đều tâu với vua rằng đừng nghe và chớ chịu chi hết Vậy Ahab đáp cùng sứ giả của bên Hadad rằng, Hãy nói với vua chúa ta, mọi điều vua đòi tôi tớ vua làm lần thứ nhất tôi sẽ làm, nhưng điều này tôi không thể làm được. Các sứ giả đi thuật lại lời đó cho bên Hadad. Bên Hadad lại sai sứ nói rằng, nếu bụi cát ở Samari đủ lấp đầy lòng bằng tay của các chiến sĩ theo ta, nguyện các thần giáng tai họa cho ta nặng nề. Nhưng vua Israel đáp, hãy nói với vua rằng, người mặc áo giáp chớ khoe mình như người cổi nó ra. Bên Hadad đang uống rượu với các vua trong trại, vừa nghe được các lời này, thì nói cùng các đầy tớ mình rằng, hãy dàn trận đi. Chúng bèn dàn trận đặng hãm đánh thành. Và có một tiên tri đến gần Ahab, vua Israel mà nói rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy. Ngươi thấy đoàn binh rất đông nề chăng? Kìa, ngày nay ta sẽ phó nó vào tay ngươi và ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va. A-háp à thưa rằng: Dùng ai? Người đáp: Đức Giê-hô-va phán như vậy, dùng những kẻ tôi tớ của các quan cai hằng tỉnh. Người tiếp: Ai sẽ giao chiến? Tiên tri đáp: Chính vua Ahab soát điểm những tôi tớ của các quan cai hàng tỉnh, có được hai trăm ba mươi hai người. Kế sau, người soát điểm cả dân Israel được bảy ngàn người. Ban trưa, họ kéo đi ra. Xong, binh Hadad uống rượu say tại trại mình với ba mươi hai vua giúp đỡ người. Những tôi tớ của các quan cai hàng tỉnh đi ra trước. Binh Hadad sai kẻ hỏi dọa, người ta báo lại cho người rằng có người từ samari kéo ra người đáp chúng nó đến hoặc có ý cầu hòa hãy bắt sống lấy hoặc có ý chiến tranh cũng hãy bắt sống lấy vậy những tôi tớ của các quan cai hàng tỉnh kéo ra thành và đạo quân đi theo ai nấy đánh kẻ nghịch mình quân syri chạy trốn và israel rượt đuổi theo Ben Hadad vua Syria lên ngựa thoát chạy với một vài lính kỵ. Vua Israel bèn kéo ra đánh giết ngựa xe, làm cho dân Syria thua trận cả thể. Bây giờ đấng tiên tri đến gần vua Israel nói rằng, vua hãy đi làm cho mình mạnh mẽ và hãy xem xét coi chừng điều mình phải làm, vì năm tới vua Syria sẽ đến đánh vua nữa. Các đầy tớ của vua Syria nói với người rằng, thần của chúng nó là thần núi cho nên chúng nó mạnh hơn chúng ta nhưng chúng ta hãy giao chiến với chúng nó dưới đồng bằng quả chúng ta sẽ thắng hơn chúng nó lại khá làm điều này hãy cất các vua khỏi chỗ làm đầu binh lập những quan cai thế vào cho đoạn hãy điểm lấy một đạo quân giống như đạo quân của vua đã mất bằng số ngựa và xe ấy chúng ta sẽ giao chiến với dân israel tại trong đồng bằng quả chúng ta sẽ thắng hơn chúng nó Vua bèn nghe lời đầy tớ mình và làm theo. Năm tới, binh Hadad điểm soát dân Syri và đi đến a đặng giao chiến cùng Israel. Dân Israel cũng bị điểm soát và sắm lương thực đi đón chúng nó. Dân Israel đóng trại đối mặt dân Syri giống như hai bầy dê nhỏ, còn dân Syri đầy khắp cả xứ. Bây giờ người của Đức Chúa Trời đến gần vua Israel mà nói rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy. Bởi vì dân Syri có nói rằng Đức Giê-hô-va là thần núi chứ chẳng phải thần chủng, nên ta sẽ phó đoàn binh rất đông đảo này vào tay ngươi và các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va. Hai bên đóng trại đối ngang nhau trong bảy ngày. Ngày thứ bảy họ giao chiến nhau. Dân Israel đánh dân Syri trong một ngày giết họ 10 vạn lính bộ. Còn sót lại chạy trốn ẩn trong thành A-phét sau những vách thành sập ngã, đè 27.000 người đã thoát khỏi trận. ha Hadad cũng chạy trốn vào thành, ẩn trong một phòng kín. Các đầy tớ ha Hadad tâu cùng người rằng, Chúng tôi có nghe rằng các vua nhà Israel vốn nhân từ. Vì vậy, xin cho chúng tôi thắt bao nơi lưng, vấn dây trên đầu, rồi chúng tôi ra hàng vua Israel hoặc người để cho vua sống chăng. Họ bèn thắt bao nơi lưng, vấn dây trên đầu, rồi ra hàng vua Israel và tâu rằng, Bên Hadad, kẻ tôi tớ vua cầu rằng, xin vua để cho tôi sống. Ahab đáp rằng, người còn sống chăng? Người vốn là anh ta. Chúng lấy sự ấy là một điềm lành, lật đật nhận lời và la lên rằng, Bên Hadad, thật anh vua. Ahab tiếp rằng, hãy đi vời người đến cho ta. Ben Hadad bèn đến ra mắt Ahab, người mời Ben Hadad lên xe mình. Ben Hadad nói với người rằng, tôi sẽ trao lại cho vua các thành mà cha tôi đã chiếm lấy của cha vua và vua sẽ lập chợ phố cho vua tại Đa Mách, y như cha tôi đã làm tại Samari. Ahab đáp, còn ta sẽ thuận giao ước này mà để cho ngươi đi về. Vậy, Ahab lập giao ước với Ben Hadad, đoạn để cho người đi. Bây giờ, có một người trong vòng các con trai tiên tri, vâng lịnh Đức Giê-hô-va nói với bạn mình rằng: "Tôi xin anh hãy đánh tôi." Người bạn không chịu đánh người. Người tiếp rằng: "Bởi vì anh không vâng theo lời phán dặn của Đức Giê-hô-va, nên liền khi anh lìa khỏi tôi, sẽ có một con sư tử giết anh." Bạn lìa khỏi người thì gặp một con sư tử giết người đi. Tiên tri gặp một người khác và nói rằng: "Ta xin ngươi hãy đánh ta." người ấy đánh tiên tri và làm cho người bị thương. Đoạn tiên tri đi, đứng đợi trên đường vua, sủ khăn bịt xuống mắt mình mà giả dạng. Khi vua đi ngang qua, người cất tiếng la lên và nói với vua rằng, Tôi tớ vua ở giữa chiến trận, thì có người dẫn đến cùng tôi một kẻ phu tù và biểu rằng, Hãy giữ người này, xảy nó thoát khỏi, thì mạng sống ngươi sẽ thường cho mạng sống nó, hay là ngươi phải thường một ta lân bạc. Xong, trong khi kẻ tôi tới vua mắc chuyện đây đó, thì tên phu tù trốn đi. Vua Israel đáp rằng, ấy là sự đoán xét của ngươi, chính ngươi đã định lấy. Lập tức, người vén khăn che mắt mình lên. Vua Israel nhìn biết là một người trong vòng các tiên tri. Tiên tri bèn nói rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, bởi vì ngươi để thoát khỏi tay ngươi kẻ ta đã định đáng tận diệt Vậy nên, mạng sống ngươi sẽ thế cho mạng sống nó, và dân sự ngươi thế cho dân sự nó. Vua Israel bèn trở về cung điện mình tại Samari, lấy làm buồn rầu và giận dữ. Chương 21 Sau các việc ấy, xảy có chuyện này. Naboth, người Gidreel, có một vườn nho tại trong đồng bằng Githreel, giáp đền của Ahab, vua Samari. Ahab nói cùng bốt rằng, Hãy nhường vườn nho của ngươi cho ta, để ta dùng làm vườn rau, vì nó ở gần bên đền ta. Ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hay là, nếu ngươi thích, ta sẽ cho ngươi bằng bạc. Nhưng bốt thưa lại với Ahab rằng, Nguyện Đức Giê-hô-va giữ lấy tôi, Chớ để tôi nhường cho vua cơ nghiệp của tổ phụ tôi. Ahab vào đền mình buồn và giận bởi cớ lời bốt người Gidreel đã nói vì người đã nói rằng tôi không nhường cho vua cơ nghiệp của tổ tiên tôi. Ahab nằm trên giường, xây mặt đi, không chịu ăn. Hoàng hậu bên đến gần người mà nói rằng Bởi sao vua có lòng buồn rầu và không chịu ăn? người đáp vì ta có nói chuyện với Naboth người Gilead rằng hãy nhường vườn nho ngươi cho ta mà lấy tiền hay là nếu ngươi thích ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho khác. Song người đáp lại rằng tôi không nhường cho vua vườn nho của tôi. Hoàng hậu Zezaben bèn nói rằng có phải ông hành quyền vua trên Israel chăng? Hãy chửi dậy, ăn đi và vui lòng tôi sẽ ban cho ông vườn nho của na người gitrael Yesabin viết thơ nhân danh a đóng ấn vua gửi cho các trưởng lão và kẻ cả ở trong thành na và ở cùng người trong thơ nói như vậy hãy truyền rao lễ kiên ăn rồi đặt na ở đầu dân sự đoạn hãy để trước mặt người hai kẻ gian phạm làm chứng cho người mà rằng Người có rủa xả đức chúa trời và vua kế hãy dẫn người ra khỏi thành ném đá cho chết đi. Những người của thành Na Bốt, tức những trưởng lão và kẻ cả ở đó, đều làm theo lời giê sa bên truyền dặn trong thơ mà người đã gửi cho. Họ giao truyền lễ kiên ăn và đặt Na Bốt ở đầu dân sự. Bây giờ, hai tên gian phạm đến ngồi trước mặt Na Bốt và cáo gian người tại trước mặt dân sự mà rằng Na Bốt có rủa xả Đức Chúa Trời và Vua Đoạn, họ dẫn người ra khỏi thành ném đá người chết. Họ bèn sai đến nói với bên rằng, Naboth đã bị ném đá và chết rồi. Khi bên hay rằng Naboth đã bị ném đá và chết rồi, bèn nói cùng Ahab rằng, Hãy chối dậy, nhận lấy vườn nho mà Naboth người Githreel đã từ chối không chịu nhường cho ông để lấy bạc, vì Naboth không còn sống nữa đã chết rồi. Nghe tin Naboth đã chết. Ahab liền đứng dậy đi xuống vườn nho của Naboth người Githreel đặng lấy làm của mình. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Eli người thi sê be rằng Hãy đứng dậy đi xuống đón Ahab vua Israel ở tại Samari. Kìa, người ở trong vườn nho của Naboth đặng lấy làm của mình. Ngươi sẽ nói với người rằng Đức Giê-hô-va phán như vậy Ngươi há đã giết người và bây giờ lại chiếm lấy cơ nghiệp nó sao? Ngươi phải tiếp rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy. Ở tại chỗ mà chó đã liếm huyết của na bốt thì chó cũng sẽ liếm chính huyết của ngươi. Ahab bèn nói cùng Eli rằng, Ớ kẻ thù nghịch, ngươi có gặp ta à? Eli đáp, phải, tôi có gặp vua, bởi vì vua đã bán mình đặng làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy thì ta sẽ giáng họa trên ngươi. Ta sẽ quét sạch ngươi, trừ giữa các nam đinh của nhà Ahab, bất kỳ kẻ nô lệ hay là người tự do trong Israel. Vì ngươi chọc giận ta, xui cho Israel phạm tội. Nên ta sẽ làm cho nhà ngươi giống như nhà của Jeroboam, con trai Nebat, và giống như nhà Baesha, con trai Ahijah. Đức Giê-hô-va cũng phán về giê bên mà rằng, Chó sẽ ăn thịt giê tại thành lũy Gidreel. Phàm người thuộc về nhà Ahab, kẻ nào chết tại trong thành sẽ bị chó ăn, còn kẻ nào chết trong đồng sẽ bị chim trời rỉa ăn. Quả thật, chẳng có ai giống như Ahab buông mình làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va vì bị hoàng hậu giê sa bên xui dục người. Người làm điều gớm ghiếc quá độ mà theo hình tượng y như dân Amorit làm là dân Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. a háp nghe lời của Eli nói, bèn xé quần áo mình, lấy bao mặt cho mình và nhịn đói, nằm vấn bao và ở khiêm nhường. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Eli người thi sê mà rằng: Ngươi có thấy thế nào a háp hạ mình xuống trước mặt ta chăng? Bởi vì người hạ mình xuống trước mặt ta, ta không giáng họa trong đời nó nhưng trong đời con trai nó, ta sẽ giáng họa trên nhà nó. Chương 22 Trong ba năm, Siri và Israel không có giặc. Năm thứ ba, Yosafat, vua Juda đi đến cùng vua Israel. Vua Israel nói với tôi tới mình rằng, các ngươi há chẳng biết rằng Ramoth trong Galaad thuộc về chúng ta sao? chúng ta lại làm thinh chẳng rứt nó khỏi tay vua syri sao đoạn người nói với phát rằng vua muốn đến cùng ta đặng đánh lấy ramốt trong gala ác chăng phát đáp với vua israel rằng tôi như ông dân sự tôi như dân sự ông và ngựa tôi như ngựa của ông song phát nói với vua israel rằng tôi xin ông phải cầu vấn Đức Giê-hô-va trước đã. Vậy, vua Israel nhóm các tiên tri lại số 400 người mà hỏi rằng, ta có nên đi đánh Ramoth tại Gala Ác hay là chẳng nên đi? Chúng đáp rằng hãy đi lên, Chúa sẽ phó nó vào tay vua. Nhưng Josaphat tiếp rằng, ở đây còn có đấng tiên tri nào khác của Đức Giê-hô-va để chúng ta cầu vấn người ấy chăng? Vua Israel đáp với Josaphat rằng, Còn có một người tên là mi con trai của diêm la Nhờ người ấy ta có thể cầu vấn Đức Giê-hô-va. Nhưng tôi ghét người, vì người chẳng nói tiên tri lành về tôi, bèn là giữ đó thôi. Josaphat nói rằng, Xin vua chớ nói như vậy. Vua Israel bèn đòi một khoảng quan mà bảo rằng, Hãy lập tức mời mi con trai diêm la đến vả vua Israel và Josaphat vua Judah, mỗi người đều mặc đồ triều phục, đang ngồi trên một cái ngai tại trong sân đạp lúa nơi cửa thành Samari và hết thảy tiên tri nói tiên tri trước mặt hai vua. kia con trai Kenana, làm lấy những sừng bằng sắt và nói rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy. Với các sừng này, ngươi sẽ bán dân Syria cho đến khi diệt hết chúng nó và hết thảy tiên tri đều nói một cách mà rằng hãy đi lên ra mốt trong Galaa ác vua sẽ được thắng vì đức giê-hô-va sẽ phó thành ấy vào tay vua và sứ giả đã đi mời mi chê nói cùng người rằng những tiên tri đều đồng lòng báo cáo sự lành cho vua tôi xin ông cũng hãy lấy lời như lời của họ mà báo cáo điều lành nhưng mi chê đáp rằng ta chỉ đức giê-hô-va hằng sống mà thề ta sẽ báo cáo điều gì Đức Giê-hô-va phán dặn ta. Khi người đã đến cùng vua, vua bèn hỏi rằng, Hỡi mi chê, chúng ta có nên đi hãm đánh ra mốt trong gala la ác hay là chẳng nên đi? mi chê đáp, hãy đi, vua sẽ được thắng. Đức Giê-hô-va sẽ phó thành ấy vào tay vua. Nhưng vua nói với người rằng, Biết bao lần, ta đã lấy lời thề buộc ngươi, chỉ khá nói chân thật với ta nhân danh Đức Giê-hô-va. Bây giờ mi chê đáp rằng, tôi thấy cả Israel bị tán lạc trên các núi như bầy chiên không có người chăn. Và Đức Giê-hô-va phán rằng, những kẻ ấy không có chủ, ai nấy khá trở về nhà mình bình yên. Vua Israel nói cùng vô sa phát rằng, Tôi há chẳng có nói với vua rằng người chẳng nói tiên tri lành về việc tôi, bèn là nói tiên tri dữ sao? mi chê lại tiếp vậy hãy nghe lời của đức giê-hô-va tôi thấy đức giê-hô-va ngự trên ngôi ngài và cả cơ binh trên trời đứng chầu ngài bên hữu và bên tả đức giê-hô-va phán hỏi ai sẽ đi dụ a-háp để người đi lên ra mốt trong ga la ác và ngã chết tại đó người trả lời cách này kẻ trả lời cách khác Bây giờ có một thần ra đứng trước mặt Đức Giê-hô-va mà thưa rằng tôi sẽ đi dụ người. Đức Giê-hô-va phán hỏi thần rằng, Dụ cách nào? Thần thưa lại rằng, Tôi sẽ đi và làm một thần nói dối trong miệng những tiên tri của người. Đức Giê-hô-va phán rằng, Phải, ngươi sẽ dụ người được. Hãy đi và làm như ngươi đã nói. Vậy bây giờ, kìa, Đức Giê-hô-va đã đặt một thần nói dối trong miệng các tiên tri vua và Đức Giê-hô-va đã phán sự giữ cho vua bây giờ xe kia, con trai của Kenana đến gần My-chê, vả vào má người mà rằng thần của Đức Giê-hô-va có do đường nào lìa khỏi ta đặng đến nói với ngươi. Miche đáp: trong ngày ngươi chạy từ phòng này đến phòng kia đặng ẩn lánh thì sẽ biết điều đó. Vua Israel truyền lệnh rằng hãy bắt My-chê dẫn đến cho Amon quan cai thành và cho Joachim con trai của vua, rồi hãy nói rằng, vua bảo như vậy, hãy bỏ tù người này, lấy bánh và nước khổ nạn mà nuôi nó, cho đến khi ta trở về bình an. Mi Chê tiếp rằng, nếu vua trở về bình an, thì Đức Giê-hô-va không cậy tôi phán. Người lại nói, hỡi chúng dân, các ngươi khá nghe ta. Vậy, vua Israel đi lên Ramoth trong Ác với Josaphat vua Judah. Vua Israel nói cùng Josaphat rằng: Tôi sẽ giả dạng ăn mặc rồi ra trận, còn vua hãy mặc áo của vua. Như vậy, vua Israel ăn mặc giả dạng mà ra trận. Và vua Siri đã truyền lệnh cho 32 quan coi xe mình rằng: các ngươi chớ áp đánh ai bất kỳ lớn hay nhỏ nhưng chỉ một mình vua Israel mà thôi. Vậy, khi các quan coi xe thấy Josaphat thì nói rằng, ấy quả thật là vua Israel. Chúng bèn đến gần người đặng áp đánh, nhưng Josaphat kêu la lên. Khi các quan coi xe thấy chẳng phải vua Israel thì thối lại, không đuổi theo nữa. Bây giờ, có một người tình cờ dương cung bắn vua Israel, trúng nhầm người nơi giáp đâu lại vua nói cùng cả đánh xe mình rằng hãy quay cương lại dẫn ta ra ngoài hàng quân vì ta bị thương nặng nhưng trong ngày đó thế trận thêm dữ dội có người nâng đỡ vua đứng trong xe mình đối địch dân syri đến chiều tối vua chết huyết của vết thương người chảy xuống trong lòng xe lối chiều trong hàng quân có ra truyền rằng ai nấy hãy trở về thành mình xứ mình Vua Băng Hà là như vậy. Người ta đem thay vua về Samari và chôn tại đó. Người ta rửa xe người tại trong ao Samari, là nơi những bợm buôn hương tắm và có những chó liếm máu người y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Các chuyện khác của Ahab, những công việc người làm, cái đền bằng ngà người cất và các thành người xây đều chép trong sử ký về các vua Israel. Vậy Ahab an giấc cùng tổ phụ mình và Achacia con trai người, kế vị người. Năm thứ tư đời Ahab vua Israel thì Josaphat, con trai Asa lên ngôi làm vua Judah. Josaphat lên ngôi tuổi được 35, người cai trị 25 năm tại Jerusalem. Tên của mẹ người là Asuba, con gái của Shichi. Người đi theo đường của Asa cha người, chẳng xây bỏ đi xong làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng người không trừ bỏ các nơi cao, dân sự còn tế lễ và đốt hương tại trên các nơi cao. giô sa phát và vua Israel ở hòa hảo với nhau. Các chuyện khác của giô sa phát giọng lực người, những giặc giả người đều đã chép trong sử ký về các vua Juda. Người trừ diệt những bợm vĩ gian còn lại trong xứ từ đời Asa cha mình. Bây giờ, dân Edom không có vua. Có một quan trấn thủ cai trị. phát đóng một đoàn tàu Tareshi đặng đi Ophir chở vàng, nhưng không đi đến đó được, bởi vì tàu vỡ ra tại Esion-Gebe. Achasia, con trai của Ahab nói với phát rằng, hãy cho phép các đầy tớ ta đi tàu với các đầy tớ ông. Nhưng phát không chịu. Yosaphat an giấc với tổ phụ mình, được chôn với họ trong thành David cha người, và Joram, con trai người, kế vị người. Năm thứ bảy đời Yosaphat vua Juda thì Achasia con trai Ahab lên ngôi làm vua Israel tại Samari và cai trị hai năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo con đường của cha và mẹ mình, cùng theo đường của Jeroboam con trai của Nebat, là người xui cho Israel phạm tội. Người hầu việc ba anh và thờ lại nó, chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, cứ theo mọi sự cha người đã làm.